thần cấp ở rể. Chương 621, uy hiếp. Diệp Vô Phong cười nói, nếu đã như vậy, tôi sẽ không vòng vo nữa, tôi chỉ muốn ông giao Chu Tử Đồng ra đây. Nguyên Trần tò mò hỏi, cậu nói Chu Tử Đồng Tân gia chủ nhà họ Chu hả? Diệp Vô Phong gật đầu. Nguyên Trần cười ha hả, xin lỗi, tôi thật sự không biết. Muốn biết tung tích của cậu ta, cậu nên đến nhà họ Chu hỏi diệp vô phong liếc mắt một cái tôi biết cậu ta bị người của ông bắt đi giao cậu ta ra tôi sẽ đi ngay nếu không tự mình nghĩ đến hậu quả tống thanh vân rất tức giận nói diệp vô phong đừng quá kiêu ngạo đừng tưởng rằng chỉ cần mày mạnh một chút là có thể kiêu ngạo đây là nhà hảo nguyên một mình mày đến đây đã là một sai lầm rồi muốn uy hiếp ông chủ mày muốn tự đâm đầu vào chỗ chết sao diệp vô phong bình tĩnh nói tôi nói thật các người có thể tự mình trải nghiệm hơn nữa tôi dựa vào thực lực của tôi, các người làm gì được tôi? Tống Thanh Vân rất tức giận nhìn Diệp Vô Phong đang định ra tay, thì Nguyên Trần lại xua tay, "Quên đi, Dĩ Hòa vi quý, cậu cũng không muốn tới đây đánh nhau đúng không?" Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Vô Phong nở nụ cười, vẫn là Nguyên Trần ông hiểu biết nhiều hơn. Nếu đã như vậy, nói đi, rốt cuộc chủ tử đồng đang ở đâu? Nguyên Trần vẫn lắc đầu, "Chuyện này tôi cũng không biết." cậu có thể đến nhà họ Chu hỏi, nhà họ Nguyên chúng tôi thật sự không có." Nụ cười trên mặt Diệp Vô Phong dần dần biến mất, vẻ mặt ảm đạm nói, "Không có ư? Nếu không có thì giá trị của ông cũng sẽ không còn, hiện tại tôi có thể giết chết ông." Nguyên Trần cười ha hả, "Tôi tin rằng cậu có thực lực này, nhưng cậu có chắc là có thể giết tôi trước mặt nhiều người như vậy không?" Nói xong, rất nhiều người từ xung quanh lao ra cầm súng tiểu liên trên tay vẻ mặt thờ ơ, rõ ràng là lính đánh thuê từng trải qua chiến tranh. Diệp vô phong nở nụ cười châm chọc, ông cho rằng chỉ bằng những người này là có thể chặn tôi sao? Nguyên Trần lắc đầu, tôi không nghĩ như vậy, Tống Thanh Vân đã nói với tôi rằng thực lực của cậu là trên cả ông ta, ngay cả ông ta cũng không thể ngăn cản cậu, tôi phải thừa nhận rằng cậu là người mạnh nhất ở Liêu Tây. Chúng tôi có vũ khí nóng ở đây, và số lượng của chúng tôi đang chiếm ưu thế, không chỉ ở sảnh này mà còn ở những nơi khác. Diệp vô phong nghe vậy thì nhanh chóng hiểu ra, sắc mặt trầm xuống, còn Nguyên Trần thì cười nhạo, thực ra cậu không biết, nếu Lâm Thư Âm chưa tới Liêu Tây thì tôi thật sự không biết điểm yếu của cậu, hiện tại cô ta đã tới đây, tôi đã biết làm thế nào để chế ngự cậu rồi. Sau khi Lâm Thư Âm vào Liêu Tây, Nguyên Trần biết rằng đây là điểm yếu của Diệp Vô Phong và là người quan trọng chắc chắn có thể dùng để đe dọa Diệp Vô Phong. Vì vậy, ông ta đã để mắt đến Lâm Thư Âm kể từ khi cô vào Liêu Tây, và bây giờ cuối cùng cũng có ích. Diệp Vô Phong hít sâu một hơi, sau này ông sẽ biết ông không hề nắm được điểm yếu của tôi, mà là tự đào mồ chôn mình. Diệp Vô Phong nói xong liền xoay người rời đi, đi về phía cổng nhà họ Nguyên. Tống Thanh Vân đi tới nói, chúng ta có cần giết luôn cậu ta không? Nguyên Trần nghi hoặc nhìn Tống Thanh Vân, ông có chắc chắn bây giờ ông có thể giết cậu ta? Tống Thanh Vân chỉ có thể bất lực lắc đầu, cho dù bây giờ nhà họ Nguyên có nhiều vệ sĩ, tôi cũng không chắc chắn có thể giữ được cậu ta. Nguyên Trần nói, chính là như vậy, hiện tại cậu ta đã lui ra ngoài, nếu các người không chắc có thể giết cậu ta, vậy thì để cậu ta đi. Tránh khiến cậu ta phát điên lại xông vào nhà họ Nguyên, đến lúc đó ai thật sự an toàn cũng không biết đâu. Lúc này Tống Thanh Vân mới gật đầu từ bỏ kế hoạch đuổi giết. Nguyên Trần nói thêm, để mắt đến Lâm Thư Âm, tôi muốn chắc chắn rằng Lâm Thư Âm đang bị chúng ta giám sát. Tống Thanh Vân chắp tay và rời đi. Diệp Vô Phong ra khỏi nhà họ Nguyên quay đầu nhìn về phía biệt thự của nhà họ Nguyên, nheo mắt lộ ra vẻ thở ơ. Bảo vệ nhìn Diệp Vô Phong một mình đứng giữa cửa, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Diệp Vô Phong, cho dù bây giờ đã là buổi trưa, hắn vẫn cảm thấy hơi lạnh. Hắn rụt cổ lại, không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Diệp Vô Phong chỉ có thể đến nhà họ Chu trước, bây giờ nhà họ Nguyên không giao Chu Tử Đồng, anh có chút bất lực, nhưng ít nhất nhà họ Chu cần được ổn định trước. Trong sảnh nhà họ Chu, chán chu xài lấm tấm mồ hôi lạnh, lúc này có mấy vị trưởng bối nhà họ chu đang ngồi trong sảnh này. Hầu hết họ đều nắm quyền quản lý toàn bộ gia tộc họ chu. Chu tử lực đứng lên trước, rất không vui nhìn chu xài, chu xài, ông chỉ là người hầu thôi, hiện tại còn dám ngăn cản bọn tôi chọn tân gia chủ ư. Chu Sài nghiến răng nghiến lợi nói, cậu chu chỉ vừa mới bị đưa đến nhạo nguyên thôi. Tại sao phải chọn tân gia chủ? Chu tử lực chế nhạo nói, ông cho rằng bọn tôi không biết sao. Những gì Chu Tử Đồng làm bây giờ là hợp tác với công ty Hoa Cường, và nhà họ Nguyên lại đối địch với công ty Hoa Cường, thế mà ông nói Chu Tử Đồng bị bắt đi mà không bị gì ư? Mày nghĩ bọn tôi tin sao? Vẻ mặt Chu Sài tràn đầy lo lắng, nhưng ông ta cũng biết mình là quản gia, không thể chống đỡ một màn như vậy. Chu Tử lực lệnh lùng nói, Chu Sài, ông chỉ là một quản gia, ông cho rằng ông là ai? Người nào trong chúng tôi không phải người nhà họ Chu? ông cho rằng ông có tư cách đứng đây nói chuyện với chúng tôi hả chu sài lúc này hơi cúi đầu tự mình biết mình cũng biết hiện tại mình không đủ tư cách tham gia vào chuyện này chu tử lực mỉm cười được rồi bây giờ mọi người có thể chọn một người đứng đầu mới của nhà họ chu tôi nghĩ nếu là tôi thì sẽ là tốt nhất dù sao thì tôi cũng đã là ứng cử viên thích hợp nhất rồi đáng lẽ bác cả thích hợp hơn nhưng tôi biết bác cả không muốn làm ra chủ chút nào cho nên loại trọng trách này cứ để tôi gánh là được rồi Tất cả mọi người đều cho rằng Chu Tử Lực nói đúng, nhưng ánh mắt của Chu Hoa liên lóe lên, ông ta cũng biết loại chuyện này rất không hợp lý, nhưng nhìn thấy những người còn lại nhà họ Chu đã đồng ý với lời nói của Chu Tử Lực, ông ta cũng chỉ có thể nuốt hận vào trong. Dù sao thì ông ta cũng không ngốc, nếu nhà họ Chu hết lần này đến lần khác thay đổi gia chủ thì sẽ không tốt đẹp gì cho cả hai bên, rõ ràng đã làm mất lòng nhà họ Nguyên rồi. Kết quả là bây giờ hợp tác với công ty Hoa Cường không tốt nhưng muốn tái lập quan hệ với nhà họ Nguyên là điều tuyệt đối không thể, dù sao nhà họ Nguyên cũng sẽ không tha thứ cho một gia tộc đã từng bán đứng họ. Đây là khí chất của các thành viên trong gia tộc họ Nguyên. Cho dù ngoài mặt hứa hẹn sẽ thiết lập lại quan hệ nhưng kết quả cuối cùng chỉ là dùng nhà họ Chu làm tay súng, khiến nhà họ Chu bị tổn thất nặng nề, cuối cùng phá sản thôi. Chương 622, một vở kịch hay. Chu Hoa Liên nhìn thấy rõ ràng nhưng những thành viên khác của nhà họ chu hoàn toàn không nhận ra vì vậy tất cả đều đồng ý với lời của chu tử lực chu tử lực thấy không có ai phản đối ho khan một tiếng chậm rãi đi tới vị trí gia chủ cười nói nếu mọi người đã đồng ý với tôi từ hôm nay trở đi tôi sẽ dẫn nhà họ chu cùng đi đến đỉnh vinh quang thịnh vượng nhưng vào lúc này một âm thanh vang lên từ bên cạnh chu tử lực nhẹ nhàng nhưng lại có thể làm cho người trong phòng kinh hãi thật sao anh cho rằng anh có tư cách ngồi trên chiếc ghế này sao?" Diệp Vô Phong ngồi trên tay vịn của cái ghế, nghịch dao găm trong tay. Chu Tử Lực bật ra khỏi ghế, anh ta mở to mắt nhìn Diệp Vô Phong, không biết Diệp Vô Phong đã xuất hiện ở bên cạnh anh ta từ lúc nào. "Mày, mày xuất hiện khi nào?" Diệp Vô Phong cười ha hả, "Đương nhiên vừa rồi các người đều rất đắc ý, các người đều chĩa lỗ mũi lên trời, làm sao có thể nhìn thấy tôi?" Chu tử lực lúc này rất kiềm chế, anh ta biết Diệp Vô Phong rất mạnh, chính Diệp Vô Phong đã tự tay giết chết tất cả vệ sĩ của Chu Hoa Tang. Chỉ với lần đó, Chu tử đồng mới có thể đảm đương trước gia chủ. Tình hình lúc đó quá gấp gáp, mọi người không kịp nghĩ biện pháp đối phó nên chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của Chu tử đồng. Bởi vậy, tất cả mọi người có mặt đều biết thực lực của Diệp Vô Phong, bọn họ đều biết không được chống lại Diệp Vô Phong, dù sao Diệp Vô Phong không chỉ có thực lực mà còn là chủ tịch công ty Hoa Cường, dù là thực lực hay tài lực đều có thể tiêu diệt nhà họ Chu. Diệp Vô Phong chỉ cười nhìn Chu Tử Lực mà không lên tiếng. Chu Tử Lực hoảng sợ nói, "Diệp Vô Phong, để tôi nói cho anh biết, đây là nhà họ Chu của chúng tôi, người ngoài như anh nhúng tay vào hình như hơi không thích hợp đấy." Diệp Vô Phong cười nói, "Thật sao? Nếu anh cho rằng không thích hợp, vậy tôi sẽ giết anh, những người khác hẳn là sẽ không cảm thấy không thích hợp đâu." vẻ mặt của chu tử lực thay đổi anh ta nhanh chóng lùi lại về phần ghê gia chủ anh ta tuyệt đối không dám ngồi lên thay vào đó diệp vô phong ngồi trên ghế gia chủ nhà họ chu cầm tách trà bên cạnh cười nói thật ra tôi biết các người rất sốt ruột dù sao lúc trước nếu không có tôi chu tử đồng nhất định sẽ không trở thành gia chủ chu hoa tang rõ ràng muốn đưa chu tử lực làm gia chủ nhưng chỉ là kém một chiêu thôi nhưng bây giờ thắng làm vua thua làm giặc có nói nhiều như vậy cũng vô dụng Diệp Vô Phong nhìn về phía Chu Tử Lực, nhưng anh cho rằng anh có năng lực ngồi ở vị trí này sao? Tôi dám nói, nếu như anh ngồi ở vị trí này, trong vòng một tuần, nhà họ Chu các người sẽ xong đời. Thật sự cho rằng nhà họ Nguyên dễ lừa như vậy sao? Chu Tử Lực nghiến răng nghiến lợi, anh thì biết cái gì? Nhà họ Chu và nhà họ Nguyên từ trước đến nay đều qua lại giao dịch làm ăn, cho dù trước đó có chút chuyện, nhưng họ cũng sẽ không bao giờ làm gì nhà họ Chu chúng thôi đâu diệp vô phong cười khẩy anh thật đúng là ngây thơ làm việc ở đây mà còn tin tưởng tình cảm anh cho rằng có khả năng sao chu tử lực nhất thời không nói nên lời chu hoa liên tiến lên vậy cậu ở đây muốn làm cái gì tuy rằng tôi biết hiện tại để chu tử lực làm gia chủ là hơi nóng vội nhưng một gia tộc lớn như vậy không thể không có người đứng đầu đúng không diệp vô phong cười nói ông nói đúng cho nên ta sẽ đưa chu tử đồng trở về càng sớm càng tốt nhưng trước đó Ông nên làm chủ gia tộc trước, về phần Chu Tử Lực, ông có thể tự mình quyết định, chỉ là ông cần phải hiểu rõ, hiện tại các người đã hợp tác với công ty Hoa Cường rồi, nếu các người quay đầu lại tìm nhà họ Nguyên, các người sẽ là đồ hai mặt. Chu Hoa Liên gật đầu, tôi hiểu rồi, tôi sẽ tự làm gia chủ tạm thời. Diệp Vô Phong vỗ tay, sau đó đi ra ngoài, đi ngang qua bên cạnh Chu Tử Lực cố ý liếc mắt nhìn, Chu Tử Lực sợ hãi lùi lại một bước ngay cả một cái nhìn cũng đủ làm cho chân của Chu Tử Lực mềm nhũn. Diệp Vô Phong vừa cười vừa đi ra ngoài, đương nhiên anh cũng không muốn làm gì Chu Tử Lực. Công nhân của đội xây dựng Thịnh Hưng đến công trường vào ngày thứ ba theo lịch trình thời gian, lúc này đã có 34 người vệ sĩ của công ty chính hòa đã mặc quần áo công nhân và đang nhìn đội xây dựng Thịnh Hưng một cách thờ ơ. Lúc này tất cả mọi người đều ở một chỗ trống trải, trên chán hoa vũ cũng có chút mồ hôi, không biết tại sao diệp vô phong lại kêu anh ta chạy trở về sau khi nói xong nhưng dáng vẻ nghiêm túc của diệp vô phong chắc chắn không phải là một trò đùa còn nhớ những gì diệp vô phong đã nói với anh ta sau khi chỉnh sửa cà vạt nhớ kỹ phải chạy trở lại với tốc độ nhanh nhất nếu chạy chậm cậu có thể phải nằm viện vài tháng mặc dù anh ta biết rằng các công nhân của đội xây dựng thịnh hưng sẽ có hành động chống lại các công nhân trên công trường của họ nhưng sẽ không nhanh như vậy phải không dù sao những gì diệp vô phong nói là đồng ý với yêu cầu của đội xây dựng thịnh hưng nếu đã đồng ý rồi tại sao những người của đội xây dựng thịnh hưng vẫn tiếp tục xuất thủ hoa vũ nhất thời không hiểu nhưng anh ta vẫn rất nguyện lòng nghe theo diệp vô phong vì vậy nhanh chóng nói vương đồng phi phải không công trường của chúng tôi đã đồng ý cho tất cả công nhân của anh vào nhưng cần phải xác định một điều là không biết công trình này khi nào thi công cho nên trong thời gian đình chỉ hy vọng các anh có thể kiên trì chờ đợi vẻ hung tận hiện lên trên mặt vương đồng phi. Chỉ là ngay lúc anh ta định ra tay, đột nhiên phát hiện hoa vũ đã xoay người chạy đi sau khi nói xong những lời kia. Anh ta sững sờ, tên này biết mình sắp ra tay nên chạy trước hả? Nhưng không phải chứ, anh ta còn chưa nói sẽ ra tay đánh người mà. Thấy hoa vũ đã bỏ chạy, lúc này đuổi theo là không thực tế, nên anh ta đã bắt được ngay một công nhân khác, bất ngờ rút búa đập vào người vệ sĩ này. Bịch, người vệ sĩ ngã xuống đất đầu bê bết máu những vệ sĩ khác vội vàng ra tay và tấn công những công nhân này mặc dù những công nhân khác không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng họ nhìn thấy vương đồng phi đã ra tay với những công nhân này tất nhiên họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn dù là vệ sĩ hay đội xây dựng thịnh hưng ai cũng xuống tay rất tàn bạo chỉ cần ai đó ngã xuống không chết cũng tàn phế hoa vũ núp sau một căn nhà chưa xây xong nhìn trận chiến bên ngoài mí mắt giật giật may mà anh ta tránh ra trước một bước, nếu không anh ta nhất định là người nằm trên mặt đất. Dù sao anh ta cũng biết nếu đánh nhau thì đương nhiên anh ta sẽ không phải là đối thủ, anh ta làm văn phòng, sao có thể so với những công nhân xây dựng này. chương 623, tự dưng không thơm nữa. Diệp vô phong lúc này mới mỉm cười, đứng trên vách kính của văn phòng nhìn xuống, thấy hai nhóm người đang đánh nhau, trên mặt anh liền nở nụ cười. Thực sự là rất thú vị, Diệp Vô Phong vỗ vỗ lòng bàn tay. Lâm Thư Âm đang đứng ở bên cạnh Diệp Vô Phong, cô không ngờ Diệp Vô Phong lại nghĩ ra cách như vậy để cho bọn họ cho cắn chó. Tệ hơn là có thể báo cảnh sát, Diệp Vô Phong lấy điện thoại ra, trên mặt nở nụ cười vui vẻ. Lâm Thư Âm tròn mắt, đây thực sự là một vở kịch hay do Diệp Vô Phong chỉ đạo và diễn xuất. Cảnh sát ngay sau đó đã đến công trường và đưa những người gây gổ đi, về phần hoa vũ, anh ta bị đưa về đồn để lập biên bản. Chu Bách Hoa xoa chán, anh ta chưa từng tưởng tượng nơi này cũng là địa điểm của công ty Hoa Cường, có nghĩa là chuyện này có liên quan gì đến Diệp Vô Phong. Anh ta hiểu rõ chỉ cần là một vụ án liên quan đến Diệp Vô Phong, đều rất phức tạp, tuyệt đối không thể dùng tư duy bình thường để thử phá án. Chỉ là anh ta nhìn những người bị bắt này liền rất tò mò, về phần những người bị thương đều đã được đưa đến bệnh viện. Trong phòng thẩm vấn, Hoa Vũ quan sát xung quanh, đây là lần đầu tiên tới nơi như thế này nên anh ta rất tò mò, biết Chu Bách Hoa đến tìm mình. Chu Bách Hoa và Tiêu Chí nhìn Hoa Vũ, Chu Bách Hoa lên tiếng trước, nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Bây giờ có 5 người chết và 17 tai nạn tàn tật trên công trường mà anh phụ trách. Anh có chịu trách nhiệm về việc này không? Hoa Vũ cười nói, tôi thực sự xin lỗi, cảnh sát, những người này không liên quan gì đến công ty Hoa Cường của chúng tôi. Một đội đến từ đội xây dựng thịnh hưng, họ đến công trường của chúng tôi để tìm việc gì đó làm chúng tôi đã đồng ý cho họ làm kết quả họ không nói hai lời mà lại lấy vũ khí ra đập những vệ sĩ được chúng tôi mời đến tiêu chí nghe vậy trợn to hai mắt cái gì vệ sĩ các người mời đến hoa vũ rất bình tĩnh gật đầu đúng vậy là vệ sĩ tới công ty chính hòa vốn là để duy trì trật tự trên công trường của chúng tôi không ngờ bọn họ lại bị mấy tên côn đồ tập kích thật khiến chúng tôi cảm thấy đáng tiếc thật sự rất tiếc cho tôi khi bị những kẻ côn đồ phạm pháp như vậy tấn công. Những lý do này đều do Diệp Vô Phong nói với Hoa Vũ. Đồng tử Tiêu Chí co rút lại, anh ta nhanh chóng hiểu ra toàn bộ sự việc, nghiến răng nghiến lợi, cho dù là như vậy thì chuyện cũng đã xảy ra trên công trường của anh. Hoa Vũ ngắt lời Tiêu Chí, lý do họ nói họ không liên quan gì đến công ty Hoa Cường của chúng tôi là vì những vệ sĩ đó đã ký hợp đồng với công ty Chính Hòa, không phải công ty Hoa Cường của chúng tôi. Họ chỉ được phái đến công ty Hoa Cường của chúng tôi để hỗ trợ. Vì vậy tất cả trách nhiệm thuộc về công ty Chính Hòa. Chu Bách Hoa lúc này mới sừng sốt, đương nhiên anh ta biết tất cả chuyện này đều là do Diệp Vô Phong lên kế hoạch, nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng Diệp Vô Phong có thể làm cho chuyện này hoàn toàn không liên quan đến công ty Hoa Cường. Diệp Vô Phong nghĩ ra phương pháp này như thế nào chứ? Trong văn phòng của công ty Chính Hòa, Trịnh Phi và Lý Sướng đang thảo luận về công việc kinh doanh đang có chút khởi sắc họ nghĩ rằng nếu không có sự chiếu cố của nhà họ Nguyên, công ty chính hỏa sẽ bị diệt phong. Nhưng họ không ngờ rằng ngay khi họ đang tuyệt vọng, một ông chủ lớn đã trực tiếp đến và muốn có 30 vệ sĩ, đó là một số tiền rất lớn. Ít nhất có thể chống đỡ được một tháng hoạt động. Về phần một tháng sau, bọn họ đương nhiên biết nhà họ Nguyên hiện tại đang chống lại công ty Hoa Cường, cho nên cũng không có nhiều tâm tư để ý tới bọn họ. Nhưng một khi tình hình toàn bộ liêu tây ổn định, Công ty Chính Hòa sẽ một lần nữa trở thành công ty bảo vệ duy nhất ở Lưu Tây, đối với công ty vệ sĩ Long Kiếm đối diện, đương nhiên sẽ phải đóng cửa. Mặc dù bây giờ có vẻ như đang ổn, nhưng đám người Lý Sướng biết rằng nếu không có sự hỗ trợ của nhà họ Nguyên, công ty vệ sĩ Long Kiếm nhất định sẽ không tồn tại được một tháng. Không hiểu sao ông chủ lớn lại muốn nhiều vệ sĩ như vậy. Trịnh Phi tò mò hỏi. Lý Sướng cười nói, quan tâm làm gì, dù sao chúng ta cũng đã mua bảo hiểm cho những vệ sĩ này. Dù họ có chết cũng không phải trả nhiều mà còn kiếm được nhiều tiền hơn Trịnh Phi cười nói, đúng vậy, dù sao hiện tại kiếm tiền là quan trọng nhất 30 vệ sĩ sau khi tính toán mọi thứ thì đã kiếm được 100 vạn rồi Nhưng lúc này Lâm Trí và A Mịch đã đến văn phòng Sau khi xông vào, vẻ mặt A Mịch đầy tức giận Khi Lý Sướng nhìn thấy A Mịch và Lâm Trí Anh ta không tức giận ngay lập tức Anh ta biết, sau khi họ bị bắt đi lúc trước Hai người này đã dành nhiều thời gian nhất để thẩm vấn họ. Ngài Lâm, ngài làm gì ở đây thế? Còn A Mịch, sao trông bây giờ cô tệ thế? Lý Sướng nói với vẻ chế nhạo. A Mịch cười khẩy, anh không biết lần này chúng tôi nói cái gì, đúng không? Lý Sướng lắc đầu, đương nhiên không biết, nhưng hiện tại công ty chính hòa của chúng tôi không có lỗi lầm gì, đúng không? Chúng tôi đã đóng hết thuế rồi, nếu không chúng tôi cũng sẽ không vui vẻ như vậy anh ta mỉm cười nhìn A Mịch và Lâm Trí. A Mịch thờ ơ nói, thật ra, chúng tôi đến đây chỉ để yêu cầu các anh hợp tác điều tra. Dù gì thì anh cũng không phạm tội gì, nhưng trong số 30 vệ sĩ mà các anh cho thuê, có 3 người chết và 9 người bị tàn tật, còn 12 người bị thương ở các mức độ khác nhau. Tôi nghĩ các anh nên biết về điều này. Lý Sướng sửng sốt một chút, nụ cười vừa rồi liền biến mất, kinh ngạc nhìn về phía A Mịch, đám vệ sĩ kia sao lại làm bị như vậy. A Mịch cười nói, không có gì đâu, chỉ là đánh nhau với đội xây dựng Thịnh Hưng trên công trường của công ty Hoa Cường vậy thôi. Sau khi Lý Sướng và Trịnh Phi nhìn nhau, sắc mặt thay đổi, họ có quan hệ hợp tác với nhà họ Nguyên, nên họ biết đội xây dựng Thịnh Hưng là ai. Họ thế mà lại đắc tội đến nhà họ Nguyên một lần nữa. Trong lòng họ gần như tuyệt vọng, đồng tiền trong tay bỗng chốc trở nên kém thơm. A Mịch bật cười, vậy nên tôi đến đây để mời hai người đi lấy lời khai. Đương nhiên, nếu không đi cũng không sao, nhưng tôi nghĩ nhà họ Nguyên sẽ rất vui khi đến tìm hai người đấy, dù sao hai người cũng đã làm hỏng kế hoạch của họ rồi. Hai chân của Lý Sướng và Trịnh Phi đều mềm nhũn, vừa nói đến việc phá kế hoạch của nhà họ Nguyên, bọn họ mới biết tính chất nghiêm trọng của phương diện này, dù sao sự việc xảy ra trên công trường của công ty Hoa Cường, rõ ràng là kế hoạch của nhà họ Nguyên đối với công ty Hoa Cường. Đáng tiếc là đã bị công ty chính hòa của họ phá hỏng. Nhà họ Nguyên sẽ không bỏ qua cho họ. Lý Sướng nhanh chóng bước tới và nói với A Mịch, tôi nghĩ rằng chúng tôi nên đến văn phòng của các cô để ghi lời khai là thích hợp hơn, nhưng xin vui lòng chờ một chút, chúng tôi cần dặn dò một số điều. Chương 624, không muốn ra ngoài. Trịnh Phi cũng biết tình huống hiện tại nhất định không đơn giản, trước tiên cứ đến cục xem tình hình, sau khi ghi lời khai, biết đâu bọn họ có cơ hội rời khỏi Liêu Tây. Nhưng nếu bọn họ không đến cục thì nhà họ Nguyên chắc chắn sẽ hành động, ngược lại lên cục thì sẽ cho nhà họ Nguyên thời gian suy nghĩ. Nhưng Lý Sướng biết rằng cho dù nhà Nguyên có nghi ngờ bọn họ hay không thì bọn họ cũng không thể ở lại Liêu Tây được nữa, bọn họ cũng không thể khiến nhà Nguyên chịu đựng thêm được nữa. Nếu bọn họ tiếp tục ở lại Liêu Tây, nhà họ Nguyên sẽ không buông tha cho bọn họ, bọn họ đã gây ra đủ chuyện cho nhà họ Nguyên. Nếu Nguyên Húc biết rằng bọn họ phá hỏng chuyện tốt, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho họ. A Mịch không ngờ rằng Lý Sướng và Trịnh Phi sẽ phối hợp với họ trở lại đồn cảnh sát, chuyện này quả thật là làm cô ta ngạc nhiên, nhưng cô ta cũng biết đó là do chiến lược của Diệp Vô Phong. Trong phòng thẩm vấn, Lý Sướng và Trịnh Phi ở hai phòng thẩm vấn khác nhau, A Mịch đối mặt với Lý Sướng, trong khi Lâm Chí đối mặt với Trịnh Phi. A Mịch đã hỏi tất cả các câu hỏi mà cô ta định hỏi, cô ta nhìn Lý Sướng và nói anh có thể đi. Vấn đề này chỉ đơn giản là một cuộc ẩu đả thôi đội xây dựng thịnh hưng chịu trách nhiệm chính, không liên quan đến các anh. Lý Sướng lúc này không muốn đi ra khỏi nơi này, bởi vì anh ta không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, có phải nhà họ Nguyên đã tìm người ra tay với bọn họ hay không? Tất cả chuyện này bọn họ đều không biết, cho nên Lý Sướng không muốn ra ngoài vào lúc này trước khi chắc chắn về an toàn của bản thân, chỉ có thể bất lực nhìn A Mịch, tôi nghĩ chuyện này vẫn chưa được điều tra rõ ràng. A Mịch có chút kinh ngạc, nhìn Lý Sướng, anh làm sao vậy? đây là đổi tính rồi sao? Nếu như trước kia chúng tôi mời anh đến thẩm vấn, anh giống như thấy ma, thế mà bây giờ muốn ở lại chỗ này sao? Lý Sướng chỉ có thể xấu hổ nhìn A Mịch, nhưng nhanh chóng nói, thực ra, đám vệ sĩ đó là người do tôi lệnh tham gia ẩu đả, vì vậy tôi chịu trách nhiệm về việc này, cô nhốt tôi lại đi. A Mịch nhìn Lý Sướng cười nói, tốt lắm, xem ra anh đã thừa nhận, cho nên chuyện này sẽ không có bước ngoặt, lý sướng ban đầu không nghĩ những lời của a mịch có nghĩa là gì nhưng khi a mịch giải thích những gì lý sướng nói vừa rồi lý sướng đã hiểu anh ta nhìn a mịch với vẻ tức giận trên mặt đồ khốn nạn cô đang làm gì vậy a mịch u ám anh có biết tôi đợi thời điểm này bao lâu không tuy rằng đã nhiều năm như vậy tôi vẫn luôn nhớ rõ anh nợ ba tôi một mạng các người phải chết đi lý sướng lộ ra vẻ kinh ngạc tôi thật sự không biết cô đang nói cái gì nhưng các người làm vậy thì không hợp quy củ đúng không?" A Mịch chế nhạo và nói, "Tại sao lại không phù hợp với quy củ? Tất cả các cuộc thẩm vấn trong phòng thẩm vấn cần phải được ghi âm, nhưng tôi chỉ giải thích bản ghi âm cho anh nghe thôi. Về việc có phải là cho anh nghe hay không thì chưa chắc, có lẽ bản ghi âm này sẽ nhanh chóng đến nhà họ Nguyên cũng không chừng." Lý Sướng vỗ bàn đứng lên, "Đồ khốn, A Mịch, cô muốn cái gì?" Cô rõ ràng là đang vu oan. A Mịch nhìn anh ta, nở nụ cười khinh bỉ, anh nói tôi vụ oan ư. Tôi còn chưa có đụng vào anh, chính anh nói như vậy, hiện tại còn không thừa nhận à. Đi hỏi nhà họ Nguyên xem bọn họ có đồng ý không. Sắc mặt Lý Sướng lúc này đã xám xịt, nếu A Mịch muốn giết anh ta, chỉ cần giao bản ghi âm cho nhà họ Nguyên là được, người nhà họ Nguyên đương nhiên sẽ xử lý những chuyện còn lại. Lý Sướng và Trịnh Phi không thể trốn thoát, Lý Sướng hiểu rất rõ điều này nên vẻ mặt của anh ta rất kinh hoàng anh ta vội vàng đứng lên, A à Mịch nhích ra một chút, muốn đi ra ngoài thì cứ tự nhiên. Tôi nghĩ ở đây anh cũng quen đường rồi, nên có thể tự mình đi ra ngoài đúng không? Hai chân lý sướng hơi mềm nhún, anh ta biết mình nói bậy, nhưng không thể rút lại, bây giờ nhà họ Nguyên nhất định cho rằng chính anh ta đã dở trò. Công ty chính hòa có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể hết tội. Lý Sướng biết mình tuyệt đối không thể đi ra ngoài, sau khi ra ngoài nhất định sẽ bị giết nếu không đi ra khỏi Liêu Tây, sau khi nghe xong đoạn ghi âm này, nhà họ Nguyên sẽ không bao giờ buông tha cho anh ta. Và anh ta cũng hiểu rất rõ A Mịch đang đợi anh ta rời khỏi đây, nếu anh ta không rời đi, đoạn ghi âm của Lý Sướng sẽ không được đưa đến nhà họ Nguyên, nhưng anh ta muốn ở lại, thậm chí muốn ngồi tù, tóm lại là muốn có tội danh. Anh ta trợn mắt đỉnh quay đầu ra tay với A Mịch, nhưng A Mịch lại giễu cợt, như là nhìn thấu hành vi của anh ta, anh muốn tấn công cảnh sát sao? Tôi có thể bắn chết anh tại chỗ thân thể Lý Sướng đột nhiên cứng đờ, đương nhiên anh ta biết chuyện gì đang xảy ra, hiện tại đã không còn cách nào ở lại nơi này được nữa, nhưng muốn anh ta thừa nhận hành vi phạm tội của mình thì tuyệt đối không thể. Anh ta biết công ty chính hòa đã làm rất nhiều việc phạm tội, kể cả bản thân anh ta, nhưng anh ta không thể nói ra, vì nếu nói ra, anh ta sẽ bị ngồi tù vài năm. Anh ta không muốn đưa ra lựa chọn đó. A Mịch không hề hoảng sợ, lúc này Lâm Chí từ bên ngoài bước vào, nói vài câu bên tai A Mịch, nhíu mày thật chặt. Lý Sướng lúc này rất bối rối, cho nên khi Lâm Chí xuất hiện, anh ta luôn muốn biết Lâm Chí vừa rồi đã nói gì. Hiện tại trong phòng thẩm vấn này anh ta cũng không biết thông tin gì, cũng không biết bên ngoài có người nhà họ Nguyên đang đợi hay không. A Mịch lạnh lùng nhìn Lý Sướng, Lý Sướng hít một hơi thật sâu cười nói, sĩ quan, thật ra, tôi nghĩ giữa chúng ta thật sự có chút hiểu lầm. A Mịch diếu cợt nói, giữa chúng ta không có hiểu lầm, Hoàn toàn không có hiểu lầm, chỉ có hận thù thôi. Lý Sướng thở dài nói, nếu không phải vì cái chết của đội trưởng, chúng tôi đã không còn sống đến bây giờ. Nói thật, tôi nên biết ơn ba cô, lúc trước không có cách nào báo đáp ân tình, nhưng bây giờ cũng còn kịp. Hay là như vậy, tôi sẽ cho cô 10% cổ phần của công ty chính hòa, coi như là tấm lòng của tôi. A Mịch chỉ lạnh lùng nhìn Lý Sướng, thật sự không ngờ Lý Sướng lại có nhiều thủ đoạn như vậy. Hiện tại biết mình gặp nguy hiểm nên bắt đầu dùng cách này để thu phục cô. Tất nhiên, A Mịch sẽ không nhận cổ phần của Lý Sướng như một món quà, cô ta chỉ muốn tìm hiểu những gì đã xảy ra khi đó, cha cô ta tuyệt đối không thể bị giết một cách oan uổng. Lý Sướng nhìn A Mịch vẫn thờ ơ như vậy, trong lòng rất bối rối, A Mịch càng bình tĩnh thì càng cho thấy tình hình không tốt cho anh ta. Anh ta cũng không muốn chết ở chỗ này, vì vậy nghiến răng nghiến lợi, tôi chỉ có thể lấy ra 20% cổ phần có thể cho cô 20% cổ phần, chỉ cần cô để cho tôi rời khỏi Liêu Tây. Chương 625, chiến tranh tâm lý. A à, Mịch bật cười, chịu thua đi, anh có biết hiện tại cục cảnh sát của chúng tôi có bao nhiêu người vây quanh không? Anh nhờ tôi giúp anh thoát khỏi Liêu Tây, anh cho rằng tôi có siêu năng lực sao? Sắc mặt Lý Sướng thay đổi, anh ta đương nhiên biết điều đó có nghĩa là gì. Người của nhà họ Nguyên kéo đến, còn rất nhiều người đến nữa, đồng nghĩa với việc anh ta và Trịnh Phi phải bị giết. Dù sao thì Nguyên hút quả thực là người có thể làm được những chuyện như vậy. Đồ khốn, Lý Sướng đập mạnh tay xuống bàn, anh ta biết đây là thời điểm khủng hoảng và phải tìm cách sống sót, anh ta không muốn chết. Mà lúc này, Lâm Chí lại bước vào nói gì đó bên tai A Mịch, sau đó, A Mịch gật đầu, hiểu rồi, xem ra bên anh tiến triển không tệ. Lâm Chí gật đầu rời đi. Lý Sướng tò mò, tiến triển cái gì? Anh ta biết rằng Lâm Chí đang thẩm vấn Trịnh Phi, điều đó có nghĩa là việc thẩm vấn Trịnh Phi đã có hiệu quả. Sắc mặt anh ta âm u bất định, nhất thời không biết nên làm cái gì, nếu là bình thường, anh ta thật sự nguyện ý tin tưởng Trịnh Phi, dù sao trên tay hai người đều nắm điểm yếu của nhau, cùng tiến cùng lùi. Nhưng bây giờ đã khác, bây giờ có người của nhà họ Nguyên đang đợi ở bên ngoài, và họ chỉ có thể tự bảo toàn tính mạng trong đồn cảnh sát. Nếu ra khỏi đồn cảnh sát Nhất định sẽ bị nhà Nguyên giết chết, nhà Nguyên ở Liêu Tây một tay che trời, có gì mà không làm được. A à, Mịch Hờ hững nhìn Lý Sướng, cũng không hỏi nhiều chuyện nữa, chỉ thờ ơ nói, xem ra anh không cần rời đi, cứ tiếp tục ngồi ở đây, sau khi bạn đồng hành thẩm vấn xong thì sẽ biết kết quả. Lý Sướng lúc này mới nghi ngờ Trịnh Phi đã bán đứng mình, ngẫm lại liền biết Trịnh Phi làm như vậy là có lý do, bây giờ nhà họ Nguyên đã ở bên ngoài, bọn họ chỉ có thể cố gắng để mình ở nơi này mà muốn ở đây thì phải phạm tội thôi. đột kích cảnh sát là điều hoàn toàn không thể, trừ khi muốn chết. vậy thì chỉ có thể thừa nhận tội danh trước đó, nhưng thừa nhận thì thừa nhận, giữa thủ phạm chính và đồng phạm luôn có sự tranh lệch rất lớn. vì vậy anh ta không còn tin rằng Trịnh Phi sẽ ngậm miệng. anh ta nghiến răng, thấy A Mịch đã rời đi, cả phòng thẩm vấn chỉ còn một mình anh ta. vì vậy anh ta ngồi trên ghế đầu và suy nghĩ kỹ các biện pháp đối phó. A Mịch bước ra khỏi sân, nhìn dòng xe cộ ngược chiều như không có chuyện gì xảy ra và mỉm cười. Diệp vô phong đứng ở bên cạnh cô ta, xem ra bên cô có tiến triển nhỉ? A Mịch gật đầu. Hiện tại là đấu tranh tâm lý, chúng ta không sốt ruột, nhưng bọn họ sẽ lo lắng bối rối. Hai người đều cho rằng hiện tại nhà họ Nguyên đã bao vây nơi này, mục đích là giết chết họ. Diệp vô phong cười nói, nếu đã tin tưởng chuyện này, thì mọi chuyện khác sẽ dễ dàng xử lý, giống như luộc ngao chỉ cần luộc chết hai người bọn họ." A mịt cười khổ nói, không ngờ cuối cùng anh cũng tới giúp. Câu nói luộc ngao này rất chính xác, hiện tại chúng ta đang luộc ngao." Diệp Vô Phong cười nói, bọn họ sẽ sớm giải thích, một khi bọn họ còn nghi ngờ lẫn nhau, thì theo thời gian, hoài nghi này càng ngày càng lớn, kết quả cuối cùng chính là bọn họ sẽ phản bội nhau. Việc họ bị phản bội tới mức nào sẽ phụ thuộc vào mức độ tàn nhẫn của họ." A Mịch gật đầu. Nhưng bây giờ bọn họ vẫn đang nghiến răng nghiến lợi, tạm thời Chu Bách Hoa và Tiêu Chí vẫn chưa quay lại, nếu bọn họ quay lại thì họ sẽ rất bất ngờ. Dù sao thì anh cũng biết, Tiêu Chí. Diệp Vô Phong gật đầu, chuyện này tôi cũng biết, cho nên tôi muốn gặp đám người lý trường. A Mịch đồng ý với cách làm của Diệp Vô Phong, hơn nữa Diệp Vô Phong là thành viên của Cục Hồng Thuẫn, anh muốn gặp nghi phạm thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Ngay cả Đỗ Nguyên Tân cũng không dám ngăn cản anh thì không ai trong cuộc này dám ngăn cản anh. Lý Sướng lúc này đầy mồ hôi trên trán, thật sự không nghĩ ra được Trịnh Phi sẽ làm cái gì, tuy rằng đã hợp tác nhiều năm như vậy, nhưng Trịnh Phi lúc nào cũng sẽ làm ra chuyện không mong muốn vào thời điểm mấu chốt, cho nên anh ta mới không thể đoán được Trịnh Phi có nói những điều đó hay không. Đúng lúc này, cửa phòng thẩm vấn mở ra, Diệp Vô Phong từ bên ngoài đi vào, sau đó nở nụ cười, "Thực xin lỗi Lý Sướng, chúng ta lại gặp lại rồi." Sắc mặt Lý Sướng đại biến, làm sao anh có thể vào đây? Anh ta nhanh chóng nhìn về phía A Mịch phía sau Diệp Vô Phong, cô đang làm trái pháp luật, người bình thường làm sao có thể vào phòng thẩm vấn này. A Mịch chỉ bình tĩnh đóng cửa lại, sau đó đi tới khu vực giám sát để xem tình hình trong phòng thẩm vấn. Diệp Vô Phong đi tới trước mặt Lý Sướng, kéo một cái ghế đầu, sau đó nhìn Lý Sướng cười nói, kỳ thật, tôi tới đây rất đơn giản. Công ty chính hòa các người có thể cân nhắc chuyện bán đi được chưa? Lý Sướng nghe vậy thì chế nhạo, thì ra là như vậy, anh muốn có được công ty chính hỏa ư. Đáng tiếc, tôi không định bán. Diệp vô phong cười ha hả, thật sao? Vậy anh nên giữ lại công ty chính hòa đang bị mốc ở Liêu Tây đi. Diệp vô phong hoàn toàn không nói nhiều với Lý Sướng. Anh biết Lý Sướng đang nắm trong tay con bài cuối cùng, nhưng anh không lo lắng chút nào, bởi vì anh biết tình hình bây giờ là như thế nào, Lý Sướng nhất định sẽ lo lắng hơn anh anh đứng dậy đi ra đến cửa, nếu đã như vậy thì quên đi. Tôi tưởng anh sẽ đánh đổi công ty chính hòa để lấy mạng của mình. Sau khi nghe lời này, Lý Sướng nhanh chóng hét lên, chờ một chút. Diệp vô phong không thèm nhìn lại, tiếp tục đi ra ngoài, một tay nắm lấy tay nắm cửa. Chán của Lý Sướng đầy mồ hôi, đầu óc không ngừng quay cuồng, cuối cùng vẫn nói tôi đồng ý. Tôi sẽ bán cho anh. Diệp vô phong lúc này dừng động tác rời đi, quay đầu lại nhìn Lý Sướng, Lý Sướng đang ngồi trên ghế đầu với vẻ mặt biến sắc. Anh ta thở dài, công ty Trịnh Hòa có thể giao cho anh, cho tôi 3 tỷ. Diệp vô phong ngồi trở lại trên ghế đầu, diễu cật nhìn Lý Sướng, đầu óc anh có vấn đề sao, lúc đầu tôi nói bao nhiêu. Lý Sướng rất tức giận, đừng khinh người quá đáng, đây đâu phải là buôn bán, đây là sự sỉ nhục đối với công ty chính hòa của chúng tôi. Diệp vô phong cười nói, tôi đang sỉ nhục công ty chính hòa của các anh, nhưng hiện tại anh chỉ có một cơ hội, một cơ hội sống sót. Ở Liêu Tây, không ai dám giúp anh, ngoại trừ tôi. Toàn thân Lý Sướng run lên, anh ta đương nhiên biết Diệp Vô Phong nói đúng, hiện tại chỉ có công ty Hoa Cường mới có thể giúp bọn họ thoát khỏi Liêu Tây. Vì vậy anh ta không có lựa chọn nào khác. Anh ta nghiến răng, "Được, 500 triệu." Diệp Vô Phong cười nói, "Được rồi, anh cứ chờ ở đây, tôi sẽ cho luật sư tới xác nhận với anh, tôi cần đi gặp bạn tốt của anh." ta đoán bạn của anh sẽ không do dự nhiều như vậy đâu, dù sao thì đây là cách duy nhất để bảo toàn tính mạng mà. Audio điện tử võ tấn bền chương 626, chúng tôi bẫy hai người. Lý Sướng ngồi ở trên ghế đổ với vẻ mặt ủ rũ, nhìn hai tay của mình, may mắn ít nhất anh ta vẫn còn sống, cho dù không có cách nào tiếp tục ở lại liêu tây, chỉ cần anh ta còn sống, anh ta có thể tiếp tục sống một cuộc sống tốt đẹp, hơn nữa họ vẫn còn rất nhiều tiền trong tay, sau khi công ty bán đi, họ sẽ có nhiều tiền hơn, tìm một nơi tốt để sống phần đời còn lại cũng là một lựa chọn không tồi. Anh ta nhanh chóng câu lên một nụ cười nơi khóe miệng. Diệp Vô Phong đến một phòng thẩm vấn khác, nhìn Trịnh Phi vẫn đang nghiến răng nghiến lợi, cười nói, "Tôi vẫn rất hâm mộ anh, bạn đồng hành của anh đã nói ra tất cả, thế mà anh còn không định nói ra hết chuyện năm đó à?" Trịnh Phi hừ một tiếng, "Tôi tin anh ấy tuyệt đối không nói." Diệp Vô Phong vỗ tay tán thưởng, "Tốt lắm." anh tin tưởng đồng nghiệp của mình là đúng, nhưng có một điều có thể anh không biết, anh ta đã quyết định bán công ty chính hòa cho tôi, cho nên tôi ở đây nói cho anh biết, cũng để cho anh đồng ý. Dù sao thì công ty chính hòa thuộc về cả hai người, và tôi cần cổ phần của cả hai người. Trịnh Phi bật cười, thì ra là vì chuyện này, muốn cổ phần trong tay tôi ư, thật xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ giao cổ phần trong tay ra đâu, cho nên anh chết tâm đi. Diệp Vô Phong lắc đầu, lý sướng thì sao? biết rằng hiện tại chỉ có công ty Hoa Kiều mới có thể cứu được anh ta, anh ta đồng ý bán công ty chính hòa cho tôi, tôi sẽ đưa anh ta rời khỏi Liêu Tây. Trịnh Phi sừng sốt một chút, nếu là vì tiền, Lý Sướng có lẽ đã không làm, nhưng nếu là tính mạng, Lý Sướng mới có thể trực tiếp bán chính hòa. Nụ cười của anh ta thu lại, khuôn mặt tái mét nhìn Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong không vội vàng, anh cần kiên nhẫn một chút để tra hỏi Trịnh Phi, nhưng bây giờ Trịnh Phi kiêu ngạo đã không còn kiêu ngạo nữa từ khi biết Lý Sướng đồng ý bán công ty. Diệp vô phong thuyết phục, tôi nghĩ anh nên biết Lý Sướng đang nghĩ gì. Dù sao các anh cũng không thể ở Liêu Tây, cho dù công ty chính hòa có giữ lại cũng vô dụng. Tốt hơn là nên cầm một khoản tiền đi tìm một chỗ dưỡng lão đi. Trịnh Phi nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng không muốn tin, nhưng anh ta biết đây quả thực là điều Lý Sướng sẽ làm, dù sao Lý Sướng cũng đã có kế hoạch như vậy rồi, chính là cho chuyện này qua đi, sẽ giao công ty chính hòa cho người khác, còn anh ta đến sống ở nơi khác, trừ phi có chuyện quan trọng phải về, nếu không sẽ định cư ở bên ngoài. Diệp vô phong nhìn Trịnh Phi nắm chặt nắm tay còn đang run rẩy, liền biết phòng tuyến tâm lý của Trịnh Phi đang từ từ tan rã. Anh cũng không vội, chỉ ngồi trong phòng thẩm vấn, uống cạn ly trà mà Lâm Chí đã rót cho. Nếu anh không tin, thì tôi thật sự không thể làm cho anh tin được, nhưng anh phải tự mình suy nghĩ. Dù sao Lý sướng định giao công ty để bảo toàn tính mạng, vậy còn anh? diệp vô phong mỉm cười bình tĩnh hỏi trịnh phi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của diệp vô phong cuối cùng cả người như già đi vài tuổi ngã quỵ xuống ghế tôi cũng đồng ý diệp vô phong cười ha hả tốt lắm lúc đó tôi sẽ nhờ luật sư đến ký hợp đồng với anh anh là người thông minh có thể cùng lý sướng rời đi là một chuyện hạnh phúc không phải sao trịnh phi chỉ mím môi không nói gì bởi vì anh ta biết rằng lần này bọn họ hoàn toàn thua diệp vô phong luật sư của công ty Hoa Cường đã nhanh chóng đến và ký hợp đồng chuyển nhượng với Lý Sướng và Trịnh Phi, trong khi Diệp Vô Phong chia số tiền thành hai phần và giao cho Lý Sướng và Trịnh Phi. Khi Lý Sướng và Trịnh Phi được đưa ra khỏi phòng thẩm vấn và đưa ra bên ngoài cục, cả hai đều trợn tròn mắt, bởi vì bọn họ luôn nghĩ nơi này có nhà họ nguyên bao vây. Nhưng lúc này bọn họ đi ra, nhận ra bên ngoài không có người nhà họ nguyên, cũng không có người tới giết bọn họ. Tất cả điều này đều là phán đoán của riêng họ. Lý Sướng quay đầu lại nhìn A Mịch và Lâm Chí, các người lừa tôi. Diệp Vô Phong cười cười, anh sai rồi, chúng tôi đang bẫy các anh thôi. Lý Sướng muốn tiến lên và đánh Diệp Vô Phong, nhưng Trịnh Phi đã bắt được Lý Sướng và kéo Lý Sướng ra bên ngoài. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi đồn cảnh sát, trong khi A Mịch đi tới, tò mò nhìn Diệp Vô Phong cứ để họ đi hả? Diệp Vô Phong cầm bản hợp đồng trong tay, cười nói, đương nhiên không phải. Tôi chỉ đạt được thứ tôi muốn trước khi bọn họ thừa nhận tội ác. Đâu có 500 triệu thì nhất định là 500 triệu. A Mịch nhìn Diệp Vô Phong với vẻ khó hiểu, nhưng Diệp Vô Phong cười nói, bây giờ đi giao đoạn ghi âm cho nhà họ Nguyên. Tôi nghĩ rằng sẽ có một số người ngu ngốc trong nhà họ Nguyên muốn làm gì đó. Lúc này A Mịch mới hiểu Diệp Vô Phong muốn làm gì, cô ta nhìn Diệp Vô Phong có chút sợ hãi, anh đây là giết người giết tâm hả? Diệp Vô Phong nhún vai, đều là thủ đoạn dùng để chống lại người xấu. Nếu là người tốt, tôi nhất định sẽ đối xử chân thành với họ. Dù sao tôi cũng không phải quỷ. A Mịch chỉ cảm thấy Diệp Vô Phong quá mức kinh khủng, anh rất dễ dãi đối với bọn họ, nhưng khi đối phó với bọn lý sướng, anh thật sự không có biểu hiện ra chút tình cảm nào. Trong lòng cô ta chỉ cảm thấy ớn lạnh, nhất là khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Diệp Vô Phong. Chỉ là lúc này Diệp Vô Phong cười nói, nhưng vẫn phải đề phòng dù sao nhà họ nguyên vẫn có người thông minh nên sẽ nhìn thấu ý đồ của tôi không muốn bị tôi lợi dụng cho nên tôi cần cô giúp tôi một việc a à, mịch nghi hoặc nhìn diệp vô phong diệp vô phong mỉm cười đừng lo lắng không khó đâu chỉ là gieo bất hòa mà thôi nhìn thấy nụ cười này a à mịch biết rằng diệp vô phong lại sắp bắt đầu rồi trịnh phi và lý sướng đã trở lại công ty của họ sau khi thu dọn một số thứ họ nhìn thấy những người từ công ty vệ sĩ Long Kiếm đến công ty chính hòa. Bạch Nhạn Phi nở nụ cười trên mặt, nhìn nhiều nhân viên công ty chính hòa như vậy, lớn tiếng nói, từ hôm nay, công ty chính hòa đã được công ty Long Kiếm thu mua lại, từ nay các người sẽ là nhân viên của công ty Long Kiếm của tôi, yên tâm đi, lợi ích sẽ không thay đổi, hoặc thậm chí là tốt hơn. Lý Sướng và Trịnh Phi lúc này đang thu dọn đồ đạc, nhìn thấy Bạch Nhạn Phi đến nhanh như vậy, tuy rằng trong lòng rất tức giận, nhưng bọn họ cũng biết hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là rời khỏi liêu tây trong phòng thẩm vấn diệp vô phong bảo họ đợi ở ga xe lửa a à, mịch lúc này đang mặc thường phục nhìn đám vệ sĩ của công ty vệ sĩ long kiếm xung quanh lại nhìn thuộc hạ của đại biêu cô ta thực sự không hiểu diệp vô phong làm cách nào lại khiến cấp dưới của đại biêu đồng ý chuyện này đây là phản bội đại biêu mà phi tử dường như không có biểu hiện tội lỗi nào ngoại trừ một chút lo lắng và phấn khích sẵn sàng chưa sẵn sàng rồi thì chúng ta đi vào thôi. A Mịch nhìn mọi người, và tất cả mọi người đều gật đầu. chương 627, thêm một chiêu. Phi tử lúc này hơi lo lắng, nhưng khi nhìn thấy xung quanh có nhiều người như vậy, anh ta lập tức trở nên kiêu ngạo và bước đến chỗ là kẻ thù không đội trời chung của Đại Biêu. Ngay khi phi tử bước vào câu lạc bộ, nhìn bình xứ trắng xanh ở cửa, anh ta liền đạp xuống. Loảng xoảng nhất thời những người xung quanh đều sửng sốt, không biết phi tử muốn làm gì nhưng khi nhìn thấy phía sau phi tử có bảy tám người cao to bọn họ cũng có chút kinh ngạc hoảng sợ quản lý sảnh đi tới ngay lập tức sau khi nhìn thấy phi tử nét mặt của hắn thay đổi đột ngột anh ta chỉ vào phi tử và hét lên phi tử anh muốn chết sao sao anh dám đến chỗ chúng tôi dương oai hả phi tử chỉ bày ra vẻ mặt kiêu ngạo tao nói cho mày biết lần này tôi không ở đây để dương oai tao tới đây để truyền tin anh đại bưu của chúng tôi đã nói từ lâu đã không vừa mắt các người, muốn vạch ra một con đường rõ ràng với các người. Ai thua thì sẽ ra khỏi Liêu Tây. Người quản lý nghiến răng, ý anh là gì? Có phải đầu óc đại bưu bị phân vào rồi không? Làm chuyện như vậy vào lúc này, đây không phải là. Bụp. Khi Phi Tử nghe người quản lý nói nhiều như vậy, anh ta đã bước tới và thẳng tay tắt người quản lý, câu tiếp theo của hắn còn chưa kịp nói ra. Phi Tử chỉ khinh thường nói, nhiều lời quá. Tối nay ở ga xe lửa, tao sẽ vé rời Liêu Tây cho tất các bọn mày." A à, Mịch đứng từ một bên quan sát, cảm thấy tên nhóc này đúng là ý thế hiếp người mà, hơn nữa kỹ năng diễn xuất của anh ta thực sự rất tốt. Vừa rồi rõ ràng vẫn còn rất hồi hộp, thế mà hiện tại đã hoàn toàn nhập vai rồi. Phi Tử không chỉ nói năng ngạo mạn mà còn hành động rất kiêu ngạo, vừa nói vừa đập phá đồ đạc trong này. Trong lúc nhất thời, nhiều vật dụng dùng để trang trí đã bị Phi Tử phá hủy sau khi làm những việc này phi tử rời khỏi hội sở người quản lý lúc đầu vẫn còn nghi ngờ hành vi của phi tử dù sao thì cũng quá đáng ngờ nhưng sau khi che mặt anh ta đã tức giận rồi đại biu được lắm nếu mày đã muốn dọn đường vậy đến đây đi anh sương của bọn tao sẽ không sợ mày đâu người quản lý khịt mũi rồi lấy điện thoại ra trong ga xe lửa lý sướng và trịnh phi đều đang đứng trên sân ga đợi tàu trong khi Diệp Vô Phong và A Mịch dẫn theo người đang đứng bên cạnh họ. Mặc dù Lý Sướng vẫn không tin tưởng Diệp Vô Phong cho lắm, nhưng khi thấy anh đã mua vé và mọi thứ yên ổn, anh ta mới thả lòng. Trịnh Phi nhìn Diệp Vô Phong, công ty Hoa Cường của anh thật sự muốn trở thành kẻ thù không đội trời chung với nhà họ Nguyên à. Diệp Vô Phong tò mò nhìn Trịnh Phi, anh nói cái gì? Tôi là loại người như vậy sao? Trịnh Phi chợt nhận ra tất cả những chuyện này chỉ là để tạo đà phát triển cho công ty Hoa Cường, khi mọi chuyện ổn định trở lại thì công ty Hoa Cường hoàn toàn có thể hợp tác với nhà họ Nguyên. Chiều này thực sự rất tốt. Diệp Vô Phong lúc này mới nở nụ cười nói, đương nhiên là tôi muốn đuổi nhà họ Nguyên ra khỏi Liêu Tây, nếu không công ty Hoa Cường tới đây cũng vô nghĩa. Trịnh Phi trợn tròn mắt sau khi nghe lời này, nhìn về phía Diệp Vô Phong, nhìn thấy vẻ mặt đương nhiên của Diệp Vô Phong, anh ta chỉ cảm thấy cả thế giới đều điên rồi. Anh có chắc là không nói đùa với tôi không? Anh phải biết rằng nhà họ Nguyên dù thế nào vẫn là bá chủ của Liêu Tây. Công ty Hoa Cường của anh dựa vào cái gì mà muốn chống lại người ta chứ? Trịnh Phi hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong lãnh đạm nói, đương nhiên không thể nói cho anh biết loại chuyện này. Tôi tất nhiên có kế hoạch của mình, các anh nên thanh thản ngồi xe lửa rời khỏi nơi này đi. Trịnh Phi im lặng. Lúc này, A Mịch khẽ gật đầu với Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong cũng cười nói, nhưng tôi cũng có một việc muốn hỏi anh. Trịnh Phi có chút tò mò nhìn Diệp Vô Phong, nhìn Diệp Vô Phong cười nói, 13 năm trước, các anh và bố của A cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại, có phải là do các người mật báo không? Vẻ mặt của Trịnh Phi và Lý Sướng đều thay đổi, Lý Sướng lập tức nhảy ra nói, làm sao chúng tôi có thể tố giác chuyện này chứ? Nhất định là do đối phương đoán được hành động của chúng tôi. Diệp vô phong nhún vai, thật ra không thừa nhận cũng không sao, nhưng a mịch vẫn luôn tò mò vì sao mọi người hy sinh mà hai người lại sống sót tôi cũng đọc vụ án hồi đó và thấy rằng hai người thực sự rất đáng ngờ trịnh phi cười nói khi trải qua chuyện như vậy chúng tôi không muốn tiếp tục làm cảnh sát nữa thấy người anh em của mình hy sinh thật sự rất buồn nên chúng tôi chọn làm kinh doanh sau này nhưng chúng tôi đã may mắn thành công diệp vô phong gật đầu thì ra là vậy có vẻ như chúng tôi đã hiểu lầm các anh nhưng A Mịch và tôi đều muốn biết chi tiết của vụ án đó, tại sao anh không nói cho chúng tôi biết, tất nhiên, nếu như các anh thừa nhận chuyện mật báo thì vấn đề này sẽ đơn giản hơn nhiều. Trịnh Phi lắc đầu, Lý Sướng tức giận nói, Diệp vô phong, anh đừng nói lời không giữ lời, chúng tôi đã giao công ty chính hỏa cho anh rồi, anh còn muốn gì nữa? Diệp vô phong cười nói, đương nhiên các người giao công ty chính hòa cho tôi thì đã xóa bỏ ân oán với tôi rồi, nhưng chuyện này là của các người và A Mịch, cũng đừng nên nghĩ sai chứ. Trịnh Phi nghiến răng nghiến lợi, anh ta biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, nhưng không ngờ vào lúc này Diệp Vô Phong lại hỏi chuyện hơn mấy chục năm trước. Tất nhiên họ sẽ không thừa nhận những gì họ đã làm. Chỉ là lúc này Diệp Vô Phong mới nói, muốn thừa nhận thì nhanh lên, nếu không người của nhà họ Nguyên muốn giết các người thật sự sẽ tới đấy. Lý Sướng cười to, anh còn đang lừa gạt hù dọa chúng tôi ư. Hiện tại chống giống như vậy, làm sao có người nhà họ nguyên hơn nữa tôi cũng thông suốt rồi người nhà họ nguyên đoán được hành động của anh nên tuyệt đối sẽ không qua đây giúp anh giết chúng tôi đâu vẻ mặt lý sướng rất đắc ý giống như nhìn thấu mọi hành động của diệp vô phong không sợ hãi chút nào nhưng loại biểu cảm tự mãn này chỉ hai giây sau đã hoàn toàn cứng đờ bởi vì anh ta đã nhìn thấy đám người vội vàng chạy tới sau lưng diệp vô phong lạn xương đây không phải là một đám côn đồ dưới trướng nhà họ nguyên sao tại sao lại xuất hiện ở nơi này vào lúc này trong lúc nhất thời anh ta hoàn toàn không hiểu chẳng lẽ trong nhà họ nguyên không có ai biết âm mưu của diệp vô phong sao diệp vô phong lúc này mới cười nói thật ra là tôi đã giao đoạn ghi âm cho nhà họ nguyên anh nói xem có người nhà họ nguyên muốn giết anh không lý sướng kinh ngạc nhìn diệp vô phong tên khốn kiếp rốt cuộc anh muốn làm gì chúng tôi đã giao công ty chính hòa cho anh rồi mà Trịnh Phi lúc này chán đầy mồ hôi, bởi vì anh ta không chỉ nhìn thấy lạn xương, mà còn nhìn thấy đại biêu, hai người bọn họ đều là côn đồ dưới trướng nhà họ Nguyên. Xuất hiện ở nhà ga vào lúc này, còn có nhiều người như vậy, nhất định là không đơn giản. Bọn Lý Sướng không thể không liên tưởng đến việc đám người này đến đây để giết bọn họ. chương 628, cắn hạt dưa xem kịch vui. Diệp vô phong cười ha hả, thực ra, theo tốc độ của bọn họ, khoảng 30 giây sẽ tới nơi, anh còn có 30 giây để nghĩ cách tự cứu mình. Lý Sướng lúc này chán đầy mồ hôi, anh ta đương nhiên hoảng sợ khi nhìn thấy nhà họ Nguyên, phải biết bây giờ bọn họ đang đứng đối lập với nhà họ Nguyên, cho dù không muốn cũng không có cách nào. Bây giờ Diệp Vô Phong đã gài bẫy bọn họ, bọn họ không có cách nào sửa chữa quan hệ giữa công ty chính hòa và nhà họ Nguyên, nếu tiếp tục ở lại nơi này, kết quả cuối cùng sẽ bị nhà họ Nguyên giết chết. Bọn côn đồ nhà họ Nguyên xuất hiện lúc này đã khiến bọn Lý Sướng phải nghi ngờ rằng những tên côn đồ này đến tìm họ. Và với vẻ ngoài hung hãn của chúng, không khó để nhận ra chúng đến đây để bắt người. Lý Sướng và Trịnh Phi lúc này mới nhìn về phía Diệp Vô Phong, mặc dù biết Diệp Vô Phong nói lời không giữ lời, nhưng bọn họ cũng biết bây giờ nhất định không phải lúc nói chuyện đó, điều bọn họ nên suy nghĩ là cách thoát khỏi bàn tay của các thành viên nhà họ Nguyên này. Nhưng vì cả Đại Biêu và Lạn Sương đều đến nơi này, đồng nghĩa với việc ga xe lửa này đã bị bao vây bởi nhà họ nguyên nếu họ muốn trốn khỏi đây hoặc là lên tàu rời đi hoặc là rời đi cùng với diệp vô phong nhưng tàu vẫn chưa đến và diệp vô phong cũng không có lý do gì để đưa họ đi diệp vô phong chỉ cười tủm tìm nhìn hai người lý sướng trong khi đại biêu và lạn sương đang nhanh chóng tiếp cận nhóm người diệp vô phong mặc dù đám người lý sướng cũng muốn chạy trốn nhưng họ biết rằng trốn thoát là điều vô lý vì nhà họ Nguyên đã đến ga xe lửa nên họ sẽ không có cơ hội trốn thoát. Sau khi Lý Sướng và Trịnh Phi nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt nhau, họ biết rằng mình không còn cách nào thoát khỏi bàn tay của nhà họ Nguyên. Chính vì điều này mà bọn họ cảm thấy tuyệt vọng, Diệp Vô Phong đã đẩy bọn họ đến tình thế tuyệt vọng, bọn họ đều biết Diệp Vô Phong muốn làm gì. Chỉ là họ biết rằng nếu họ nói những điều đó, kết quả cuối cùng cũng không thể tránh khỏi cái chết. Diệp Vô Phong cười nói, các anh còn có 10 giây suy nghĩ, nhưng nghĩ đi, nếu như ở trong tù, anh có thể giảm án, nhưng nhà họ Nguyên không cho anh giảm án đâu. Nếu nằm trong tay họ, kết quả cuối cùng là gì thì hai người cũng đoán được rồi đấy. Tất nhiên Lý Sướng biết điều này, vì vậy cuối cùng họ đã chọn nghe theo lời Diệp Vô Phong, mặc dù họ thực sự không muốn làm, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác. Diệp Vô Phong vừa đặt một con đường trước mặt bọn họ, nói với bọn họ rằng con đường này do tôi trải nhựa có thích đi hay không? nếu không đi thì nhất định phải chết. nhưng nếu đi theo con đường này, ít nhất vẫn có một cơ hội sống. chính vì loại suy nghĩ này, bọn lý sướng chỉ có thể bất lực cúi đầu. được rồi, chúng tôi thừa nhận. khi đó chúng tôi quả thực đã tố giác. hai mắt a à mịch đỏ hoe, cô ta điều tra lâu như vậy, rốt cuộc cũng nhìn ra được thứ muốn xem. diệp vô phong cười nói, đưa hai người bọn họ rời khỏi nơi này. những người của nhà họ nguyên này để lại cho tôi, tôi sẽ ngăn họ lại. A à, Mịch biết Diệp vô phong có ý gì, liền nhanh chóng đưa hai người Lý Sướng đi. Diệp vô phong đi về phía Đại Biêu. Lúc này Đại Biêu và Lạn Sương đều nhìn thấy nhau, nhưng bọn họ bị đám Diệp vô phong ngăn trở nên chưa nói chuyện được. Lý Sướng và Trịnh Phi được đám A Mịch và Lâm Chí đưa đi, nên đương nhiên không có trở ngại. Đại Biêu chỉ vào Lạn Sương, tức giận nói: Lạn Sương, mày phái người đến đập phá chỗ của tao là muốn thế nào? Chẳng lẽ mày thật sự muốn tranh địa bàn với tao sao? Đại Bưu sau khi nghe lời này liền chế nhạo, tên khốn kiếp này đúng là kẻ ác cáo trạng trước, rõ ràng là mày cho người tới đập phá chỗ tao mà. Lạn xương sững sốt một chút, nhưng ngay sau đó bật cười, mày nói láo. Một nhóm đàn em đứng sau Đại Bưu tản ra, bên kia cũng làm như vậy, Diệp vô phong đứng giữa hai người Đại Bưu và Lạn xương mỉm cười. Thật ra hai người này đều bị thủ đoạn của anh dẫn dụ tới, anh không cần tiếp xích với hai nhóm này, chỉ muốn cho Lý Sướng xem chút thôi, nếu bọn họ cùng nhau rời đi, Lý Sướng đương nhiên sẽ nghi ngờ, dù sao nếu hai băng nhóm này đến giết Lý Sướng, tại sao khi bọn họ rời đi, bọn đại bưu lại không đi theo bọn họ. Đó là lý do tại sao Diệp Vô Phong ở lại nơi này. Khi đại bưu và Lạn Sương nhìn thấy Diệp Vô Phong đứng ở giữa, họ có chút tò mò, rồi lại nâng cảnh giác lên. Nhưng Diệp Vô Phong chỉ liếc mắt nhìn đám người hai bên, sau đó đi tới phòng chờ, đến bên cạnh mua một gói hạt dưa, ngồi trên ghế đầu quan sát tình hình trên sân ga. Lúc này Đại bưu và Lạn Sương đang đối mặt với nhau, đám giang hồ hai bên đều rất kiêu ngạo, vũ khí trong tay không ngừng dơ lên không chung. Đại bưu nhìn Lạn Sương, Lạn Sương, đừng tưởng rằng địa vị của mày cao hơn tao mà có thể đánh chết tao, tao nói cho mày biết, các anh em của tao không sợ bọn mày đâu. Lạn Sương khinh thường nói, mày nghĩ rằng tao sợ bọn mày sao? Hơn nữa nếu không phải người của mày tới đập phá chỗ tao, tao cũng sẽ không tức giận như vậy. Đại Bưu cười to, người của tao đập phá chỗ của mày ư. Tao thật không ngờ mày lại cắn tao trước. Rõ ràng là người của mày đập chỗ của tao, đúng là kẻ ác cáo trạng trước. Hai người đều có biểu hiện rất kiêu ngạo, nhưng ngay sau đó đều là sững sờ, nhất thời nghĩ tới một khả năng. Đại Bưu bày ra vẻ mặt khó hiểu, mày nói là người của tao tới đập phá chỗ của mày, vậy mày nói cho tao biết ta là ai. Lạn xương khịt mũi, phi tử, tao nghĩ bản thân mày cũng biết người này, anh ta luôn ở bên cạnh mày. Sắc mặt đại bưu trầm xuống, quay đầu nhìn về phía thủ hạ bên cạnh, phi tử bây giờ ở đâu? Người cấp dưới vội nói, đại ca, hôm nay phi tử không đến, nói rằng anh ấy không được khỏe. Anh ấy nói rằng đã đến bệnh viện. Đại bưu làm sao vẫn còn không hiểu rằng họ đang bị lừa chứ, hơn nữa phi tử đã phản bội anh ta, nhưng điều khiến anh ta khó hiểu là bây giờ anh ta và lạn xương đã giải tỏa hiểu lầm, rõ ràng như vậy, ngay cả khi làm chuyện như thế này cũng không có ý nghĩa gì mà. Giữa họ không có sự cạnh tranh nào cả, nếu không có sự cạnh tranh thì đương nhiên mục đích của bên kia đã không thành công. Nếu đúng như vậy, mục đích của kẻ bí mật kiểm soát tất cả những điều này là gì? Trong một lúc, Đại Biêu và Lạn Sương hơi bối rối, và họ cũng nhận ra rằng mình đang bị lừa. Hai người cùng quay đầu nhìn Diệp Vô Phong đang ngồi trên ghế đầu cắn hạt dưa, trên mặt đương nhiên không có biểu hiện tốt chương 629, chỉ trách các người quá ngu xuẩn. Thực là một tên khốn nạn, ai đã làm ra loại chuyện này? Đại Biêu đột nhiên rất không vui hỏi. Lạn xương hít sâu một hơi, đừng để tao biết là ai, nếu không tao nhất định giết chết hắn. Nhưng không phải bây giờ chúng ta đã đình chiến sao, rốt cuộc anh ta đang muốn làm gì? Và ở Liêu Tây, không có quan hệ với nhà họ Nguyên, cho dù người đó giết chúng ta, cũng tuyệt đối không thể thế chỗ của chúng ta. Đại Bưu càng thêm bối rối. Đối với những gì anh ta nói, anh ta vô cùng tin tưởng, đây là quy tắc của Liêu Tây, không có nhà họ Nguyên hỗ trợ, tuyệt đối không thể kinh doanh chất xám ở Liêu Tây. Diệp Vô Phong thấy người hai bên đã bắt đầu bình tĩnh trở lại, khi hiểu lầm đã được giải quyết, Đại Bưu và Lạn Sương đã làm hòa, không còn nhìn chằm chằm vào nhau nữa mà nói chuyện với nhau như những người bạn cũ. Như thể những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Mà Diệp Vô Phong thấy kịch hay đã kết thúc. Lập tức vỗ nhẹ lòng bàn tay, sau đó bước ra ngoài. Vở kịch đã diễn ra rồi, đương nhiên không cần ở lại nơi này. Sau khi Lý Sướng và Trịnh Phi bị đưa về đồn cảnh sát, cuối cùng họ đã kể lại vụ án từ hơn 10 năm trước và họ bị thẩm vấn riêng, vì vậy nếu Lý Sướng và Trịnh Phi nói dối, tất nhiên sẽ bị phát giác. Sau khi tất cả lời thú tội đều đúng, A Mịch nhìn Lý Sướng và Trịnh Phi với đôi mắt đỏ hoe, sau khi biết được chuyện này, cuối cùng cô ta cũng cởi được nút thắt trái tim mình trong lòng rất vui, để hai người Lý Sướng nhận hình phạt xứng đáng, bố cô ta cuối cùng cũng giải được nỗi oan. Cả Lý Sướng và Trịnh Phi đều biết rằng họ sẽ xong đời, không chỉ công ty mà còn cả sự tự do của họ. Đoán chắc họ sẽ phải ngồi tù cả phần đời còn lại. Lý Sướng và Trịnh Phi bị nhốt trong trại tạm giam và sẽ được đưa thẳng ra tòa vào ngày mai, sau khi xét xử, họ có thể bị tống thẳng vào nhà tù. Trong trại giam, trước nhà giam của Lý Sướng và Trịnh Phi Diệp Vô Phong mỉm cười. Diệp Vô Phong nhìn Lý Sướng cùng Trịnh Phi, thật sự là rất tuyệt, cuối cùng các người cũng không cần bị tôi lừa nữa. Lý Sướng tò mò hỏi, ý của anh là gì? Diệp Vô Phong thở dài, thật ra, tôi nghĩ nếu không nói cho các người biết những chuyện này thì sẽ quá tàn nhẫn. Thật ra từ đầu đến cuối, nhà họ Nguyên chưa từng có động tĩnh gì. Tất cả đều do tôi lừa các người. Hai tay Lý Sướng nắm lấy lan can sắt, hai mắt mở to, mày có ý gì? Diệp Vô Phong cười nói, ý trên mặt chữ, trên thực tế, cho tới nay các người đều cho rằng nhà họ Nguyên muốn giết các người, cho dù là ở phòng thẩm vấn hay nhà ga. Hai nhóm người ở nhà ga xe lửa, Lý Sướng thở gấp, dường như anh ta đã nghĩ đến một khả năng. Ngay cả Trịnh Phi cũng có chút mất bình tĩnh, ngẫm lại thì hình như luôn có sơ hở trong một số việc, nhưng trước đây anh ta chưa từng để ý, đến bây giờ mới phát hiện ra đó là một cái bẫy. Và họ đã bước vào mà không hề nhận ra lý sướng gầm lên đồ chết tiệt diệp vô phong hờ hững nhún vai chỉ tại các người quá ngu xuẩn thôi tôi còn có mấy kế hoạch nhưng đều không cần dùng nữa các người đã tin những gì tôi đã cho các người xem rồi hai băng nhóm ở nhà ga đó là như thế nào trịnh phi thờ ơ nhìn diệp vô phong hai nhóm đó nhất định là cấp dưới của nhà họ nguyên anh là ông chủ của công ty hoa cường không thể yêu cầu bọn họ động tay được diệp vô phong cười nói tôi không cần yêu cầu họ chút nào tôi chỉ cần mua chuộc đàn em của hai bên, sau đó để cho đàn em đi đập địa bàn của nhau, sau đó thống nhất thời gian chiến đấu, chuyện này không phải rất đơn giản sao. Trịnh Phi đột nhiên bừng tỉnh, anh chưa bao giờ nghĩ rằng ngay cả đám côn đồ nhà họ Nguyên ở ga xe lửa cũng bị Diệp vô phong lừa gạt, bọn họ cho rằng người của nhà họ Nguyên thật sự đến giết họ. Thực sự buồn cười, Lý Sướng chỉ vào Diệp vô phong, anh ta không nói ra được lời nào, anh ta chưa từng nghĩ tất cả chuyện này đều là do Diệp Vô Phong tự mình sắp đặt, nhưng hiện tại anh ta cũng hiểu được ngay cả những gì anh ta biết bây giờ cũng vô dụng. Tội ác của họ đã được phơi bày, họ không thể xoay chuyển được nữa. Sau khi Diệp Vô Phong giải quyết lý sướng và Trịnh Phi, anh bước ra khỏi đồn cảnh sát, lúc này A Mịch đang đợi anh ở cửa. Anh bước lên phía trước, A Mịch cười nói, tôi rất muốn cảm tạ anh, nếu không phải có anh, tôi sẽ không bao giờ biết được chi tiết cũng không bao giờ có khả năng khiến cho hai tên khốn nạn này thú nhận tội lỗi. Diệp Vô Phong cười nói, tôi chưa bao giờ quên những gì đã hứa với cô khi đó, vì vậy tôi muốn làm cho cả hai phải đền tội, kẻ xấu nên nhận hình phạt mà chúng xứng đáng nhận được. A à, Mịch xúc động gật đầu, vậy tiếp theo anh định làm gì? Diệp Vô Phong cười nói, công ty Chính Hòa đã sụp đổ, vậy còn lại là xí nghiệp Chu Tinh. Xí nghiệp Chu Tinh này bây giờ là xí nghiệp hợp tác lớn nhất của nhà họ Nguyên hơn nữa không phải hiện tại vừa khéo có lời thú tội của lý sướng và trịnh phi sao chỉ cần xí nghiệp chu tinh cũng bị phá hủy thì tôi không tin rằng những doanh nhân khác vẫn sẽ bám vào mối quan hệ giữa nhà họ nguyên và họ a à, mịch luôn biết rằng đầu óc diệp vô phong rất sáng suốt luôn có cái nhìn tổng thể rất tốt hiện tại cô ta vẫn còn đang kinh ngạc và thán phục anh dù sao thì người bình thường thật sự không làm được loại chuyện này sau khi chu tính xong tất cả mọi thứ bọn họ thực hiện từng bước sau đó bắt mục tiêu trong một lần hành động. Diệp Vô Phong nhún vai, nhưng xí nghiệp Chu Tinh này thật ra không có gì để nói, cũng không có uy hiếp gì. Dù sao thì Chu Diệp đã bị tôi đánh nhập viện rồi, tên nhóc Chu Hoa sau đó cũng muốn tìm tôi gây phiền phức, nhưng kết quả người mà anh ta mang đến đều bị tôi đánh trọng thương, chắc là hiện tại vừa mới khỏi bệnh. A à, Mịch nghe vậy thì trợn tròn mắt, cô ta không ngờ Diệp Vô Phong lại làm nhiều chuyện như vậy, mỗi chuyện đều khiến người ta kinh ngạc. Ở Liêu Tây xí nghiệp Chu Tinh có thể nói là không ai dám khiêu khích ngoài nhà họ Nguyên, hiện tại lại bị Diệp Vô Phong ức hiếp. A Mịch nhìn Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong sờ sờ mũi của mình, còn vợ của Chu Tinh, hình như tôi cũng có đánh rồi. A Mịch chỉ cảm thấy Diệp Vô Phong đã hoàn toàn đắc tội xí nghiệp Chu Tinh, cho dù anh không đến xí nghiệp Chu Tinh gây phiền phức, Chu Tinh cũng nhất định sẽ không buông tha cho anh. Lúc đầu, A Mịch đã nghe nói Chu Diệp được đưa đến bệnh viện, bị thương rất nghiêm trọng, cô ta còn vỗ tay vui mừng, nhưng thật sự không ngờ chuyện này lại do Diệp Vô Phong làm. Diệp Vô Phong thực sự đủ táo bạo để dám làm bất cứ điều gì. Phải biết rằng Diệp Vô Phong đã đắc tội nhiều thế lực, nếu anh là một người bình thường, anh đã bị giết nhiều lần rồi. Chương 630, nguy hiểm bất ngờ. Tuy nhiên, chuyện này chúng ta vẫn cứ chờ một chút. Tôi sẽ điều tra xí nghiệp Chu Tinh trước, hiện tại đã xác định xí nghiệp Chu Tinh chính là kẻ sát nhân đã giết chết bố tôi, là kẻ chủ mưu và cũng đã khiến nhiều cảnh sát hy sinh. Bọn họ tuyệt đối không thể tiếp tục nhởn như ngoài vòng pháp luật, có thể lần này anh không cần ra tay, tôi vẫn có thể đắt đám người chu tinh. A à, Mịch vui vẻ nhìn Diệp vô phong, Diệp vô phong gật đầu, quả nhiên là như vậy, nếu có thể làm được như thế thì tốt nhất, cho dù không có cách nào trở thành như vậy, tôi cũng có khả năng thông qua thực lực cá nhân để khiến họ ngoan ngoãn đến cục cảnh sát đầu thú. A à, Mịch tin lời Diệp vô phong. Sau tất cả, lý sướng và trịnh phi là những ví dụ điển hình nhất nhưng vào lúc này diệp vô phong nhận được cuộc gọi từ một người xa lạ anh tò mò nhìn điện thoại rồi kết nối sau khi diệp vô phong nghe máy anh lập tức nhíu mày diệp vô phong anh nên cẩn thận lâm thư âm đang gặp nguy hiểm diệp vô phong cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc vợ tôi chẳng lẽ nhà họ nguyên muốn động vào vợ tôi sao diệp vô phong tò mò hỏi chuyện này tôi không biết nếu anh yêu cầu tôi nói chi tiết tôi sẽ không nói cho anh đâu hiện tại tôi chỉ có thể nói cho anh những chuyện này anh cần phải tìm hiểu phần còn lại giọng nói trên điện thoại vẫn rất quen thuộc nhưng không thể nhớ được là ai ngay sau đó anh chợt nhận ra đây không phải là giọng của yêu phong sao nhưng không phải yêu phong đang ở liêu đông sao đến liêu tây khi nào chứ sao lại biết chuyện của nhà họ nguyên rõ như lòng bàn tay chứ ngay cả chuyện nhà họ Nguyên muốn động vào Lâm Thư Âm cũng biết. Diệp vô phong không quan tâm lắm, anh biết hiện tại phải nhanh chóng trở về bên cạnh Lâm Thư Âm, ai biết lúc nào nhà họ Nguyên sẽ tấn công Lâm Thư Âm. Hơn nữa Tống Thanh Vân vẫn ở đó, nếu Tống Thanh Vân muốn làm gì đó với Lâm Thư Âm, ở Liêu Tây bây giờ, không ai có thể bảo vệ Lâm Thư Âm. Nhưng Diệp vô phong vẫn luôn chắc chắn một điều, chính là nhà họ Nguyên sẽ không bao giờ làm gì Lâm Thư Âm, bởi vì nhà họ Nguyên bây giờ không bị ép đến mức tuyệt vọng nhất, và Nguyên Trần biết rõ nếu Lâm Thư Âm gặp chuyện gì, anh sẽ không dễ dàng buông tha. Khi đó, không có ai trong nhà họ Nguyên có thể ngăn cản Diệp Vô Phong vào nhà họ Nguyên cả. Chính vì điều này mà Nguyên Trần sẽ không động vào Lâm Thư Âm, nhưng tình huống hiện tại là như thế nào, tại sao lại có người nói rằng bọn họ sẽ động vào Lâm Thư Âm? Diệp Vô Phong quay trở lại công trường xây dựng của công ty Hoa Cường vào văn phòng, thấy Lâm Thư Âm không có trong văn phòng. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Hoa Vũ, xếp Lâm đi đâu rồi? Hoa Vũ tò mò nói, xếp Lâm sao? Hình như cô ấy nhận được một cuộc gọi rằng vật liệu xây dựng mà chúng ta yêu cầu đã đến Liêu Tây, nên đã vội vàng đến ga xe lửa. Ga xe lửa? Đó không phải là nơi anh vừa đứng sao? Tại sao Lâm Thư Âm lại chạy đến đó ngay khi mình vừa về? Anh lấy điện thoại di động ra và gọi cho Lâm Thư Âm, cô nhanh chóng trả lời lâm thư âm lúc này đang nhìn vật liệu xây dựng trên tàu ký tên xác nhận sau đó cho xe móc kéo vật liệu xây dựng khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại cô trả lời alo bây giờ là nhà ga xe lửa à diệp vô phong hỏi lâm thư âm gật đầu đúng vậy vật liệu xây dựng của chúng ta đã đến em tới xác nhận một chút lát nữa em sẽ về anh đừng lo diệp vô phong hỏi hiện tại bên cạnh em có ai lâm thư âm nhìn xung quanh và nói chỉ là một số vệ sĩ diệp vô phong nói mau tìm một chỗ trốn đi anh sẽ tới ngay lâm thư âm cười nói yên tâm đi đây là nhà ga xe lửa nên tương đối an toàn hơn nữa lần này em cũng không nói cho ai biết hết diệp vô phong nghiêm túc nói nghe anh nói tìm chỗ trốn đi hiện tại có người sẽ ra tay với em đó tốt hơn em nên tới nơi có nhiều người gửi định vị cho anh bây giờ anh chạy qua lâm thư âm nghe giọng điệu như vậy liền biết mức độ nghiêm trọng của loại chuyện này vì vậy cô lập tức làm theo lời của diệp vô phong đầu tiên hát bật tính năng định vị thời gian thực của điện thoại di động sau đó đi bộ đến nơi đông đúc chỉ với hai vệ sĩ nữ nhưng khi cô vừa rời đi một tiếng nổ truyền đến tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi nhìn về phía vụ nổ lâm thư âm cũng đã nghe thấy cô quay đầu lại nhìn thì phát hiện có bốn năm bảo vệ đã bị thổi bay đúng nơi cô đang đứng vừa rồi Lúc này toàn bộ nhà ga đã náo loạn. Mọi người bắt đầu bỏ chạy ra ngoài, vì nghĩ rằng có một cuộc tấn công vào ga xe lửa. Lúc này Lâm Thư Âm trông rất vui mừng, nếu vừa rồi Diệp Vô Phong không gọi điện bảo cô mau chóng rời đi, có lẽ cô đã bị ảnh hưởng. Có người thực sự muốn giết mình ư? Nhưng tại sao, họ nên muốn Diệp Vô Phong hoàn toàn buông tay mới đúng chứ? Lâm Thư Âm không hiểu vụ ám sát này chút nào. Nguyên Trần biết cô chính là điểm yếu của Diệp Vô Phong nhưng cũng biết đây là phải ngược, nếu nhà họ Nguyên không muốn có hậu hỏa thì tuyệt đối không thể đụng vào cô. Nguyên Trần chắc chắn đã biết điều này, vì vậy Lâm Thư Âm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng bọn họ không hiểu cũng không sao, hiện tại đã xảy ra chuyện, bọn họ đều rất bất lực, hiện tại mọi chuyện đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn họ. Hai nữ vệ sĩ đi theo Lâm Thư Âm ra ngoài, nhưng ngay sau đó một nữ vệ sĩ đã thay đổi sắc mặt, che trước mặt Lâm Thư Âm. Bùm khi tiếng súng truyền đến, viên đạn đã bắn thẳng vào nữ vệ sĩ, đồng tử của Lâm Thư Âm co rút lại, bởi vì cô biết rằng lần này là một vụ ám sát thực sự. Bên kia hoàn toàn không muốn bắt cô, mà lại muốn giết cô. Diệp vô phong lúc này vội vàng chạy tới ga xe lửa, anh đã gọi điện thoại cho đường chảm rồi. Ngôn tình ngược, trong ga xe lửa liên tục xảy ra náo loạn, sau khi vụ nổ xảy ra, mọi người bỏ chạy ra ngoài, và đã xảy ra nhiều vụ dẫm đạp lâm thư âm vẫn không biết hung thủ ở đâu nữ vệ sĩ còn lại cũng không thèm đếm xỉa đến nữ vệ sĩ đã bị bắn ngã mà lập tức kéo lâm thư âm đi về hướng khác chỉ là vào lúc này một con dao trực tiếp cắm vào lâm thư âm do một kẻ giết người giả danh người đi đường thực hiện nữ vệ sĩ đã kịp phản ứng vào lúc nguy cấp nhất cô ấy dùng thân mình để chặn lại bởi vì cô ấy biết rằng cho dù có chết cũng tuyệt đối không thể để lâm thư âm gặp nguy hiểm khi con dao đã găm vào người Cô ấy chỉ vào một tòa nhà, vào đó, rồi trốn trong phòng đừng ra. Lâm Thư Âm hoảng sợ gật đầu, sau đó vội vàng tiến vào tòa nhà, lúc này không có vệ sĩ bảo vệ, trong lòng cô cũng rất sợ hãi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 631: Cứu vợ. Chồng, đến cứu em, chồng đến cứu em. Lâm Thư Âm không ngừng đi lên cầu thang, lúc này cuối cùng cô cũng nhìn thấy sự tồn tại của sát thủ. Có ai đó đã đuổi theo cô dưới cầu thang, chỉ còn cách cô 5-6 tầng nữa, khoảng cách vẫn đang thu hẹp lại. Lâm Thư Âm vội vàng dựa vào tường, bởi vì cô biết rằng nếu cô dựa vào hành lang, cô có thể bị người bên kia bắn tỉa. Phải biết rằng bên kia có súng. Lâm Thư Âm mặc dù bối rối và sợ hãi, nhưng cũng không mất đi khả năng suy nghĩ, khi đến tầng 10, cô không đi lên mà là tiến vào tòa nhà ở tầng này. Đây là một công ty những người trong công ty này rất tò mò nhìn lâm thư âm trông cô hơi chật vật hỗn loạn nhưng lại có sắc đẹp động lòng người ai nấy đều tỏ ra nghi hoặc người phụ nữ xinh đẹp ở quầy lễ tân đi tới muốn hỏi lâm thư âm có muốn giúp gì không nhưng lâm thư âm chỉ chạy trốn vào trong cô biết rằng kẻ giết người đang ở sau lưng mình khoảng cách giữa họ không ngừng thu hẹp nếu dừng lại kẻ giết người sẽ bắt kịp nhanh hơn cô thậm chí không có thời gian để nói chuyện chỉ là người đẹp ở Quầy lễ tân hoàn toàn không biết tình hình hiện tại, khi nhìn thấy Lâm Thư Âm vội vàng bước vào văn phòng, cô ta vội vàng vào trong ngăn Lâm Thư Âm lại. "Thưa cô, cô không vào được, nếu không có hẹn trước, xin mời cô hãy rời khỏi đây với tôi, nếu không thì có thể nói cho chúng tôi biết người cô muốn tìm trước." Người đẹp đột nhiên lộ vẻ lo lắng. Ngay khi người phụ nữ xinh đẹp ngăn Lâm Thư Âm lại, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào công ty với nụ cười trên môi anh ta nhìn thấy Lâm Thư Âm thì nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Xem ra nhiệm vụ lần này tôi đã hoàn thành, thật sự rất dễ dàng mà. Người thanh niên chậm rãi đi về phía trước. Một người đẹp khác ở quầy lễ tân nở một nụ cười chuyên nghiệp sau khi nhìn thấy chàng trai trẻ và bước lên. Con người của Lâm Thư Âm co rút lại, đừng tới gần hắn. Thật không may, khi Lâm Thư Âm nói thì đã quá muộn. Nam thanh niên thản nhiên cắt cổ người phụ nữ kia, chỉ thấy máu chảy ròng ròng, người phụ nữ ngã xuống đất với vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin được người đàn ông lại làm ra chuyện như vậy. Lúc đầu những người khác sợ hãi nhìn thanh niên, nhưng ngay sau đó mọi người hoảng sợ hét lên một tiếng, sau đó liền lui về phía sau. Người đẹp ngăn Lâm Thư Âm lúc nãy đi sâu vào bên trong với vẻ mặt sợ hãi. Lâm Thư Âm hít một hơi thật sâu và lùi lại, nhưng cô vẫn luôn đối mặt với người thanh niên này và không dám quay lưng về phía người thanh niên để chạy trốn dù sao thì nếu đưa lưng về phía anh ta cô sẽ không biết anh ta muốn làm gì sẽ nguy hiểm hơn bây giờ cô hoàn toàn không thể làm chuyện như vậy người thanh niên đến gần lâm thư âm với nụ cười trên môi trong khi lâm thư âm hỏi anh có phải là sát thủ không anh có thể nói cho tôi biết ai đã thuê anh giết tôi không dù có chết tôi cũng hy vọng tôi chết một cách rõ ràng người thanh niên lắc đầu xin lỗi tôi không thể nói cho cô biết tên của người thuê tôi nhưng tôi vẫn có thể nói cho cô biết tên của tôi. Dù gì thì tôi cũng khá nổi tiếng giới này. Lâm Thư Âm vẫn đang cố gắng chỉ hoãn thời gian, cô luôn chắc chắn rằng Diệp Vô Phong sẽ đến. Tên gì? Lâm Thư Âm nhìn về phía người thanh niên. Thanh niên chế nhạo nói, ẩn đao. Sau khi nói xong, anh ta đá chân, tốc độ đột một tăng lên, Lâm Thư Âm còn chưa kịp di chuyển thì ẩn đao đã tới trước mặt cô. Con dao găm trên tay ẩn đao đâm về phía cổ của Lâm Thư Âm. Đinh. Một người đàn ông xuất hiện trước mặt anh ta, người đàn ông này cũng có một con dao găm, và cũng chặn được đòn tấn công của anh ta. Mặt anh ta thay đổi, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi nhìn rõ người đó, anh ta lập tức hiểu rằng chính là Diệp Vô Phong đã tới. Diệp Vô Phong lúc này mới tức giận, đúng là muốn ra tay với vợ tao, bọn mày thật sự muốn chết như vậy sao? Ẩn đao biết thực lực của Diệp Vô Phong, cho nên khi Diệp Vô Phong xuất hiện, anh ta lập tức rút lui, anh ta biết hiện tại chỉ có thể chạy trốn. Nhiệm vụ tuyệt đối thất bại, nhưng anh ta cũng muốn cứu mạng mình. Diệp vô phong hoàn toàn không có ý định để anh ta làm chuyện như vậy, anh chỉ lạnh lùng cười nói, muốn thoát khỏi tay của tao, mày cho rằng mình có sức mạnh như vậy sao? Khi ẩn đao đi ra ngoài, phát hiện Diệp vô phong đã xuất hiện ở bên cạnh mình từ lúc nào, đồng tử anh ta có rút lại. Diệp vô phong trực tiếp tắt anh ta vào tường, hai mắt anh ta gần như lồi ra cả người mềm nhũn chỉ với một đòn tấn công anh ta đã hoàn toàn bất lực loại chuyện này cũng đủ khiến anh ta cảm thấy kinh khủng đồng thời anh ta cũng phát hiện mình đánh giá thấp khả năng xông tới của diệp vô phong tốc độ này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả những sát thủ diệp vô phong quay lại bên cạnh lâm thư âm sau đó nở nụ cười vợ đừng sợ chồng ở đây nói xong anh trực tiếp ôm lấy lâm thư âm lập tức chạy tới bên cạnh Bang 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 bang. Tiếng súng vang lên, đạn bay tán loạn trong văn phòng, những nhân viên công ty trốn ở bên cạnh nhanh chóng bị ảnh hưởng, một số nhân viên trực tiếp bị trúng đạn lạc. Tiếng la hét liên tục vang lên, nhân viên công ty la hét vì sợ những viên đạn này sẽ giết chết mình. Diệp Vô Phong ôm lấy Lâm Thư Âm, sau đó đá cái bàn bên cạnh cửa nện vào cửa. Anh hít một hơi thật sâu nhìn Lâm Thư Âm, "Vợ, anh sẽ đánh bay lũ xấu xa đó rồi trở về bên em, không quá 5 phút, được không?" Lâm Thư âm gật đầu, cô đã không còn là trẻ con, đương nhiên không cần Diệp Vô Phong đi cùng, cô cũng biết nếu cứ đi theo Diệp Vô Phong thì sẽ là một gánh nặng. Để cho Diệp Vô Phong tự mình chiến đấu với kẻ thù là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Diệp Vô Phong hít mắt, sau khi được sự đồng ý của Lâm Thư âm, anh lại đá một cái bàn ra, cái bàn bay về phía cửa. Tay súng ở cửa lần này trở nên khôn ngoan hơn và lùi lại vài bước, định tránh khỏi cái bàn. Bùm! mặt bàn trực tiếp đập vào tường ngay khi bọn họ còn tưởng rằng có thể ra tay thêm một lần nữa thì từ sau bàn có một người bước ra người này đương nhiên là diệp vô phong con dao găm trong tay diệp vô phong nhanh chóng đâm ra những tay súng này còn chưa kịp phản ứng diệp vô phong đã đoạt lấy khẩu súng lục từ một trong những tay súng đã bị giết bang 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 diệp vô phong liên tục bắn mà không có bất kỳ động tác ngắm bắn nào anh hiểu rõ súng lục như lòng bàn tay như thể sớm biết viên đạn sẽ bắn vào đâu. Và những tay súng này đã chết chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, 6 hoặc 7 tay súng đã ngã xuống đất, trong khi những tay súng khác lộ ra vẻ mặt hoảng sợ và nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp. chương 632 lại là hoa hồng. Họ hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Vô Phong lại hung dữ như vậy. Diệp Vô Phong lúc này bày ra vẻ mặt lãnh đạm, đương nhiên sẽ không tỏ vẻ thương xót, phải biết rằng những người này muốn làm gì vợ anh, làm sao anh có thể chịu đựng được loại chuyện này. Cho nên anh đã phát huy hết sức lực của mình, tốc độ cực nhanh khiến cho tay súng hoàn toàn không bắt được thân ảnh của anh. Các tay súng chỉ cảm thấy người bạn đồng hành bên cạnh mình đột một ngã chết, không cách nào biết được hắn ta chết như thế nào. Các tay súng nhất thời tỏ ra sợ hãi và bắt đầu lùi lại. Bởi vì mặc dù đều là sát thủ, nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến việc chiến đấu chống lại một kẻ mạnh như vậy, nhiệm vụ mà bọn họ nhận được là giết một người phụ nữ mà thôi sau khi diệp vô phong buộc tất cả sát thủ rút lui anh lãnh đạm nói với ẩn đao nói đi ai kêu các người tới đây nói thì tao sẽ cho bọn mày chết một cách thoải mái ẩn đao chỉ cười hắc hắc muốn tao nói về thông tin của người thuê tao ư mày nghĩ có khả năng không nhưng nếu mày muốn biết tên của tao tao có thể nói cho mày biết tên của tao rất vang dội trong giới này tao cũng coi như có chút danh tiếng đấy diệp vô phong biết ẩn đao này sẽ không nói ra tên chủ nhân của mình vì vậy anh giơ súng lục lên nghiêm túc mà nói mày thật sự không xứng được gọi là ẩn đao tao biết ẩn đao mạnh hơn mày không biết bao nhiêu lần nghe xong ẩn đao trợn tròn mắt bởi vì anh ta đương nhiên biết trong ngành của bọn họ cũng có một sát thủ tên là ẩn đao nhưng ẩn đao kia khác với anh ta ẩn đao kia mới có sức mạnh thật sự một trong tứ thiên vương của long môn cấp độ sát thủ này đương nhiên anh ta không thể tiếp xúc được nhưng mà Diệp Vô Phong nói rằng anh biết ẩn đao kia, đương nhiên anh ta rất kinh ngạc, biết được một người là một trong tứ thiên vương của Long Môn chắc chắn không đơn giản chút nào. Nhưng trên nhiệm vụ ám sát không đề cập đến điều này. Anh ta chỉ mở to mắt, nhưng ngay cả như vậy, anh ta sẽ không bao giờ nói tên người chủ của mình, vì vậy cuối cùng Diệp Vô Phong đã bóp cò. Viên đạn đã xuyên thủng tim ẩn đao. Sau khi Diệp Vô Phong làm xong những thứ này, anh hít sâu một hơi trở về phòng làm việc thấy Lâm Thư Âm chỉ yên lặng chờ mình, anh cười ôm lấy Lâm Thư Âm. Lâm Thư Âm tựa đầu vào vai Diệp Vô Phong, vừa rồi em còn tưởng rằng mình thật sự sẽ chết, nhưng em rất vui, cuối cùng anh cũng tới. Diệp Vô Phong cười nói, đương nhiên, vợ của anh ở đây. Nếu như anh không tới, anh thật sự sẽ không đủ tư cách là một người chồng. Lâm Thư Âm đương nhiên rất vui khi nghe được lời này, vì vậy cô ôm chặt lấy Diệp Vô Phong, cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trước mặt, trên mặt tràn đầy xúc động diệp vô phong nói đi thôi vợ về nhà thôi lâm thư âm gật đầu chúng ta về nhà thôi nhưng ngay khi nhìn thấy nhân viên của công ty này cô đột nhiên thở dài một hơi đến bên những nhân viên này lấy ra một tấm chi phiếu viết một số tiền đưa cho ông chủ của công ty này thật xin lỗi gây phiền phức cho mọi người rồi đây là tiền tôi đền bù thiệt hại đối với những người bị thương chúng tôi sẽ bồi thường toàn bộ chi phí điều trị nếu có vấn đề gì thì có thể tới tìm chúng tôi siêu đến công ty Hoa Cường, nói là tìm Lâm Thư Âm là được. Nghe xong lời này, tất cả mọi người đều có chút hoảng sợ nhìn Lâm Thư Âm, bọn họ hoàn toàn không biết Lâm Thư Âm là ai, nhưng có thể khiến các tay súng đuổi giết thì chắc chắn không phải người thường. Hơn nữa bên cầu thang có rất nhiều xác chết, tất cả đều bị Diệp vô phong giết. Chỉ là bọn họ có chút kinh ngạc khi nghe nói là công ty Hoa Cường, bởi vì họ biết công ty Hoa Cường, hơn nữa họ cũng biết thực lực của công ty Hoa Cường sau khi trở lại văn phòng của công ty hoa cường diệp vô phong ngồi trên ghế đầu lúc này đám người hoa vũ đã trở lại văn phòng khi nghe lâm thư âm xảy ra chuyện họ đã rất tức giận hoa vũ tức giận nói đúng là làm càn thế mà lại có người ra tay sát hại nơi công cộng bọn họ muốn chết đúng không diệp vô phong biết hoa vũ vẫn chưa quen với mặt tối của thế giới này nên mới nói ra những lời ngây thơ như vậy anh thờ ơ nói chuyện này anh sẽ không thể cho qua như vậy được nếu lần này Yêu Phong không nhắc nhở anh, thì vợ à, em thực sự sẽ gặp nguy hiểm đấy. Tất nhiên, Hoa Vũ và những người khác cũng biết điều này, họ biết rằng nếu Diệp Vô Phong không đến giải cứu, Lâm Thư Âm sẽ bị giết bởi những tay súng đó. Phải biết rằng tuy Diệp Vô Phong có thực lực, nhưng Lâm Thư Âm cũng chỉ là một người bình thường, nên việc sát thủ giết chết Lâm Thư Âm là chuyện rất đơn giản. Diệp Vô Phong hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra, gọi cho Yêu Phong. Yêu Phong nhanh chóng trả lời. Diệp Vô Phong hỏi, hiện tại anh đang ở Liêu Tây ư? Yêu Phong cười nói, đúng vậy, không ngờ tôi lại có nhiệm vụ tới đây, và tôi mới biết rằng có người đã đặt 10 triệu hoa hồng vào tổ chức sát thủ của Hoa Hạ, chỉ để giết Lâm Thư Âm. Diệp Vô Phong nói, cảm ơn anh, nếu không có anh nhắc nhở, tôi thật sự sẽ phát điên mất. Yêu Phong mỉm cười, không có gì đâu, tôi cũng không muốn Long môn trở thành tổ chức đáng sợ nhất trên thế giới một lần nữa. Yêu Phong biết nếu Diệp Vô Phong biết Lâm Thư Âm chết Diệp Vô Phong có thể sẽ trở về Long Môn, sau đó anh sẽ mang ý tưởng hủy diệt để dẫn dắt Long Môn. Tất cả đều biết Long Môn lúc đó đáng sợ như thế nào. Diệp Vô Phong thờ ơ hỏi, vậy anh có biết ai đã làm chuyện này không? Yêu Phong khó xử nói, chuyện này thì tôi không biết, dù sao thì Phong Mãn lâu cũng chỉ là một tổ chức, cũng không phải là một đầu sỏ điều khiển toàn bộ tổ chức sát thủ Hoa Hạ, cho nên muốn tôi tra ra là ai làm thì tôi tra không được. Diệp Vô Phong gật đầu, được rồi tôi sẽ không hỏi, nhưng có một việc tôi cần anh giúp. Yêu Phong đã sớm dự đoán được, nói hẹn gặp ở quán cà phê bên dưới khách sạn Cana. Sau khi Diệp vô phong cúp điện thoại, liền nhìn thấy đường chảm từ bên ngoài đi lên, trên mặt mang theo nụ cười, lão đại, em đã giết hết những tên sát thủ muốn giết chị dâu của em rồi. Diệp vô phong gật đầu, trong khoảng thời gian tôi không có ở đây, cậu bảo vệ cho vợ tôi, nếu vợ tôi thiếu một cọng lông, tôi sẽ truy hỏi cậu đấy. Đường chảm vỗ ngực, yên tâm đi, lão đại, em nhất định sẽ bảo vệ chị dâu, không bao giờ để chị ấy gặp nguy hiểm, muốn động vào chị ấy thì cứ bước qua xác em trước. Nhìn thấy lời hứa của đường chảm, Diệp vô phong yên tâm rời khỏi văn phòng. chương 633, gia hạn hợp đồng. Lần này, anh muốn biết là ai đã làm, chỉ có hai người của nhà họ Nguyên có thể làm được loại chuyện này, một là Nguyên Húc, hai là người thông minh kia. Dù biết phong cách hành xử này quá thô bạo và ngốc nghếch, nhưng đôi khi mọi chuyện không thể đơn giản như anh nghĩ, nếu có người trong nhà họ Nguyên muốn tiêu diệt nhà họ Nguyên thì tất cả đều có lý. Trước tiên anh đến nhà họ Nguyên. Lần này, ngay cả thị vệ cũng không cần xin chỉ thị, anh trực tiếp xông vào, không ai dám ngăn cản bước chân của Diệp Vô Phong cả. Trong đại sảnh của nhà họ Nguyên, Nguyên Trần đang ngồi trên ghế gia chủ, đương nhiên ông ta biết chuyện Lâm Thư Âm bị ám sát, nhưng ông ta không thể hiểu được ai lại làm chuyện bẩn thỉu như vậy lại còn hắt bát nước bẩn lên đầu nhà họ nguyên đây là ăn gan hùm mật gấu sao nhưng ông ta cũng biết bây giờ không phải lúc đoán xem là ai ông ta biết diệp vô phong nhất định sẽ tìm tới những gì ông ta phải làm là giải thích những điều này cho diệp vô phong diệp vô phong sải bước đi vào đại sảnh lúc này tống thanh vân bày ra vẻ mặt ảm đạm nhìn diệp vô phong diệp vô phong này thật là thô lỗ xông vào cũng không thèm chào hỏi còn ra thể thống gì nữa chứ Nói thế nào thì nhà họ Nguyên cũng là gia tộc lớn như vậy, sao có thể chịu oan ức như thế chứ? Cho nên Tống Thanh Vân đương nhiên khó chịu, nhưng Nguyên Trần không yêu cầu hắn ta động thủ, cho nên trước tiên chỉ có thể đứng ở phía sau Nguyên Trần. Nguyên Trần nhìn Diệp Vô Phong, thờ ơ nói, cậu có tin khi tôi nói chuyện này không liên quan đến nhà họ Nguyên không? Diệp Vô Phong cười ha hả, ông nghĩ tôi có nên tin không? Hiện tại công ty Hoa Cường đối đầu với nhà họ Nguyên các người, không phải người nhà họ Nguyên của ông làm ra chuyện này thì là ai? Nguyên Trần thờ ơ nói, nếu nhà họ Nguyên muốn dùng cách này để chọc tức cậu thì thật quá ngu ngốc. Dù sao thì chúng tôi cũng có cách tốt hơn. Những gì Nguyên Trần nói không sai, loại chuyện này chỉ là chọc giận Diệp Vô Phong, không gây hại gì cho Diệp Vô Phong. Nguyên Trần nhìn thấy rất rõ ràng rằng chuyện này bọn họ hoàn toàn bị đổ oan, nhưng đúng là một ván bài tốt, nhà họ Nguyên không thể nói gì mà chỉ có thể chống đỡ. Diệp Vô Phong chỉ lạnh lùng nhìn Nguyên Trần, hiện tại anh rất muốn không quan tâm gì cả mà giết Nguyên Trần trước, nhà họ Nguyên như rắn mất đầu, nhất định sẽ rất loạn, đến lúc đó toàn bộ Liêu Tây sẽ rất rối ren. Nguyên Trần tiếp tục, "Và tôi không thể làm một việc như vậy được." Diệp Vô Phong thờ ơ nói, "Tại sao lại không thể? Lúc trước ông cũng từng nói Lâm Thư Âm là điểm yếu của tôi, hiện tại ông động thủ với điểm yếu của tôi, không phải rất thích hợp sao?" nguyên trần biết dù nhà họ nguyên có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không thể rửa sạch nỗi oan nhưng ông ta cũng biết hiện tại mình phải giải thích với diệp vô phong nếu không diệp vô phong sẽ liều mạng đánh nhau trong đại sảnh này ông ta không chắc rằng mình có thể trốn thoát hay không vì vậy điều cần thiết nhất bây giờ là ổn định cảm xúc của diệp vô phong ông ta nhìn diệp vô phong tự mình nghĩ đi nếu tôi thật sự là người thuê tôi sẽ không mở cửa cho cậu vào mà không hề ngăn cản diệp vô phong lạnh lùng nói lạt mềm buộc chặt nguyên trần khinh thường nói vậy thì thủ đoạn này thực sự quá không khéo phải không diệp vô phong đứng trước mặt nguyên trần nguyên trần chỉ liếc mắt cố gắng tìm lời nói có thể thuyết phục diệp vô phong nhưng ông ta nhanh chóng biết rằng diệp vô phong đến đây hoàn toàn không phải để đại khai sát giới chỉ đến loại trừ những người đáng ngờ thôi sau khi biết chuyện này lòng ông ta rốt cuộc cũng bình tĩnh lại lãnh đạm nói nếu cậu biết chắc tôi không phải người thuê xin mời rời khỏi đây đi ít nhất nhà họ nguyên không hoan nghênh cậu diệp vô phong nhún vai nhìn nguyên trần tôi cũng không muốn gặp ông nhưng thấy ông không còn nhiều thời gian nữa tôi cũng không so đo với ông tạm biệt diệp vô phong nói xong thì bước ra ngoài anh đã xác định nguyên trần không phải người thuê dù sao nguyên trần nói những lời kia cũng có lý hơn nữa sau khi nhìn thấy nguyên trần anh luôn nghĩ nguyên trần không có lý do gì để giết lâm thư âm cả sau đó mới phát hiện ra rằng Nguyên Trần chắc chắn sẽ giết Lâm Thư Âm trước khi chết. Bởi vì một khi Lâm Thư Âm chết thì trò chơi đấu trí này sẽ không được chơi nữa, ông ta sẽ chết theo luật của trò chơi và trực tiếp hủy diệt nhà họ Nguyên. Mặc dù Nguyên Trần không muốn thừa nhận, nhưng thực tế là như thế, sức mạnh của Diệp Vô Phong không phải là thứ mà bất kỳ ai trong số họ có thể chống lại, hơn nữa Diệp Vô Phong là thành viên của cục Hồng Thuẫn. Nếu Diệp Vô Phong phát điên Đương nhiên người của cục Hồng Thuẫn sẽ không bảo vệ nhà họ Nguyên, mà sẽ dùng sức mạnh của Diệp Vô Phong để xông vào nhà họ Nguyên bằng mọi cách. Sau khi Diệp Vô Phong ra khỏi nhà họ Nguyên, Nguyên Trần chống gậy và nói với quản gia, đi gọi Nguyên Phong và Nguyên Húc trở về. Trong quán cà phê dưới lầu khách sạn Cana, một gã béo đang uống cà phê và chơi game rất nhàn nhã. Người đàn ông trung niên này hơi béo, bộ quần áo đang mặc rất cổ điển chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được người đàn ông này là người bán đồ ăn sáng. Diệp vô phong đi tới trước mặt yêu phong, bất lực nói: tôi van xin anh siêng tập thể dục để khôi phục dáng vẻ trước đây đi được không? tôi thật sự không chịu nổi bộ dạng ông chú trung niên của anh đâu. yêu phong thở ơi nhìn diệp vô phong, anh đến tìm tôi để nhận xét cách ăn mặc của tôi sao? diệp vô phong lắc đầu, đương nhiên không phải như vậy. tôi tới đây tái ký hợp đồng lúc trước yêu phong gật đầu tôi biết hết rồi nhưng giá của phong mãn lâu hiện đã tăng cao gần đây việc kinh doanh tốt nên lâu chủ yêu cầu tăng giá diệp vô phong bất lực nói cho dù tăng giá cũng được ai bảo tôi không có thủ hạ ở hoa hạ cơ chứ tôi có chuyện phải làm cho nên an toàn của vợ tôi sẽ bị ảnh hưởng yêu phong gật đầu quả nhiên nếu chỉ có một tiểu đội của đường trảm thì việc phân bổ nhân lực thật sự rất khó diệp vô phong nghe xong chỉ có thể nhún vai không ngờ tin tức của Phong mãn lâu nhanh nhạy thật, thế mà còn biết mấy chuyện này. Yêu Phong mỉm cười, nếu ngay cả mấy chuyện này cũng không biết thì chúng tôi quá thiền cận rồi. Dù sao thì tình báo cũng rất quan trọng đối với chúng tôi. Diệp vô Phong không muốn thảo luận chuyện này với Yêu Phong, vì vậy anh lấy thẻ ngân hàng ra, tôi biết quy tắc của các anh, tiền đã ở đây rồi, nhưng tôi hy vọng các anh sẽ phái người tới càng sớm càng tốt, dù sao tôi vẫn chưa tìm được tên đã thả hoa hồng kia. Yêu Phong thờ ơi nhìn Diệp Vô Phong nói, chỉ có một tên mà tư lệnh của của Long môn cũng không tìm được. Xem ra sức ẩn nấp của tên này rất mạnh. Diệp Vô Phong chỉ nhún vai, biết rằng Yêu Phong đang giễu cợt mình. Nhưng dù thế nào thì hiện tại anh cũng không phải là chỉ huy của Long môn nữa, anh chỉ muốn ở bên cạnh Lâm Thư Âm và chăm sóc Lâm Thư Âm thật tốt thôi. Nói gì thì nói, thật ra thì tôi vẫn luôn muốn cùng vợ sống một cuộc sống bình thường, nhưng tiếc là luôn có đủ thứ rắc rối xuất hiện. Diệp Vô Phong bất lực nói: "Chương 634, tên mập mạp. Ai lại không muốn như vậy chứ?" Yêu Phong bất lực nói. Diệp Vô Phong cười nhún vai, "Nhưng tôi sẽ tìm được hắn. Hiện tại tình hình của tôi ở Liêu Tây xem ra có chút phức tạp." Yêu Phong thở ơ nói, với tư cách là chỉ huy của Long môn, đồng thời là chủ tịch công ty Hoa Cường, cùng với tư cách thành viên của cục Hồng Thuẫn, thân phận như vậy mà không làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp mới là lạ. Sau khi Diệp Vô Phong uống cà phê, anh đứng dậy, "Tôi đã đưa tiền rồi, mời anh uống. Về phần Lâm Thư Âm, cần anh giúp đỡ lo liệu." Yêu Phong gật đầu, "Lấy tiền làm việc, đây là mục đích của Phong Mãn Lâu, chỉ cần anh có đủ tiền, đương nhiên tôi sẽ tận lực giúp anh." Diệp Vô Phong lúc này mới tạm biệt Yêu Phong. Anh vẫn tin vào lời của Yêu Phong, uy tín của Phong Mãn Lâu luôn rất cao, có một nhiệm vụ nào đó mà Phong Mãn Lâu đã xuất ra hơn 60% sát thủ cuối cùng chỉ có một số người trở về, nhưng phong mãn lâu vẫn không rên gì tiếng nào, âm thầm nuốt chuyện đó xuống. Sau khi Diệp vô phong trở lại công ty, Hoa Vũ dẫn đầu đi lên, có chút bối rối nói, Chủ tịch Diệp, kế hoạch của chúng ta hình như có chút sai lệch. Diệp vô phong tò mò hỏi, ý của cậu là gì? Hoa Vũ lấy ra một tài liệu, đây là doanh nhân mà anh yêu cầu chúng tôi tìm, nhưng khi chúng tôi tìm thấy họ, họ đều từ chối bí mật cung cấp vật liệu xây dựng cho chúng ta nhanh nhất tại trăm trời nguyên vn diệp vô phong cười nói chuyện này tôi đã đoán được rồi nhà họ nguyên đã đánh tiếng với những người này từ lâu rồi đương nhiên sẽ không muốn giao dịch với chúng ta dù sao bọn họ coi trọng mạng sống của mình hơn kiếm tiền họ không muốn dính líu đến rắc rối đâu hoa vũ cao mày nói đã như vậy chúng ta phải làm sao đây vật liệu xây dựng xuất xưởng chỉ đủ cho chúng ta dùng một tuần diệp vô phong lãnh đạm nói chuyện này cậu không cần quan tâm Cậu nên để ý thông tin đấu giá của những khu đất đó. Chỉ cần có đất thì mua cho tôi." Hoa Vũ nghe xong lập tức gật đầu, vội vàng đi xuống. Diệp Vô Phong nhìn tên doanh nhân trên tài liệu, mỉm cười, xem ra người kia của nhà họ Nguyên rất biết mình muốn làm gì, nhưng không quan trọng, như vậy sẽ thú vị hơn. Cất tài liệu đi, anh đến nhà họ Chu, lúc này Chu Hoa Liên vẫn đại diện gia chủ để quản lý nhà họ Chu. Sự xuất hiện của Diệp Vô Phong khiến Chu Hoa Liên hơi ngạc nhiên ông ta không biết tại sao Diệp Vô Phong lại đến vào lúc này. Nhưng mà Chu Hoa Liên vẫn dùng quy tắc lịch sử cao nhất để tiếp đãi với Diệp Vô Phong, bởi vì ông ta biết bây giờ nhà họ Chu chỉ có thể hợp tác với Diệp Vô Phong, nhà họ Chu chỉ có thể hy vọng Diệp Vô Phong có thể giết chết nhà họ Nguyên, nếu không thì nhà bọn họ sẽ bị nhà họ Nguyên xử lý. Chu Hoa Liên ngồi ở trên ghế gia chủ, tò mò hỏi, không biết lần này chủ tịch Diệp đến đây là vì chuyện gì. Diệp Vô Phong thờ ơ nói, không có gì, tôi chỉ muốn hỏi về các xí nghiệp nhà họ Chu của các người có chuyện gì không, tôi cần các người ký hợp đồng với tôi. Chu Hoa Liên không ngần ngại thông báo cho Diệp Vô Phong biết về các xí nghiệp của nhà họ Chu, và Diệp Vô Phong nhanh chóng nhận được hợp đồng của các xí nghiệp này. Chu Hoa Liên luôn tỏ ra rất hợp tác, thậm chí không hỏi một câu nào. Như thế ông ta không quan tâm đến những gì Diệp Vô Phong sẽ làm với những hợp đồng này. Diệp Vô Phong đánh giá rất cao cách làm việc của Chu Hoa Liên, mặc dù chu hoa liên tương đối lười biếng và không thích tự chịu trách nhiệm nhưng ông ta là một người thông minh nếu chu tử đồng không muốn trở thành gia chủ có lẽ chu hoa liên cũng có thể trở thành gia chủ thật đáng tiếc cho một chu tử đồng có can đảm biết mạo hiểm như vậy sau khi diệp vô phong nhận được hợp đồng anh cũng đã tìm thấy hoa vĩ và đề nghị hoa vĩ ký thỏa thuận hợp tác với hoa cường chỉ cần có thể ký được diệp vô phong đều phải làm một lần sau khi làm xong những việc này Diệp Vô Phong liền đến công ty thuộc về nhà họ Nguyên hợp tác, anh phải làm cho ông chủ của công ty này đồng ý cung cấp vật liệu xây dựng. Nhưng luôn phải có người dẫn đầu, nhưng không có ai chịu dẫn trước, cho nên Diệp Vô Phong chỉ có thể giả tình huống đã có người dẫn đầu. Diệp Vô Phong đến văn phòng công ty Phúc Dương, lúc này anh đã nói rõ mục đích đến, ngồi vào phòng tiếp tân, trong phòng tiếp tân này có mấy người trẻ tuổi đang chuẩn bị phỏng vấn. Một người đàn ông mập mạp đi tới vỗ vai Diệp Vô Phong một cách rất quen thuộc, "Người anh em, trông anh thế này là cũng ở đây phỏng vấn hả?" Diệp Vô Phong suy nghĩ một chút, sau đó cười gật đầu, "Ừ." Tên mập vui vẻ nói, "Ai cũng vậy, sau này chúng ta sẽ đi cùng nhau, hãy quan tâm nhau nhé." Diệp Vô Phong tò mò nhìn tên mập, "Anh như vậy là chắc chắn có thể gia nhập công ty này hả?" Người đàn ông béo rất kiên quyết nói, "Tất nhiên, tôi đến đây để đi dạo thôi." Thực ra Bố tôi đã sắp xếp mọi thứ cho tôi rồi. Diệp Vô Phong không nghĩ tới tên mập này còn có quan hệ, loại công ty này cũng không phải là công ty lớn lắm, xin một vị trí mà còn phải đi cứ sau, cạnh tranh lúc này đúng là rất quyết liệt. Anh chợt hiểu ra, nhìn tên mập mạp, xin hỏi bố anh ở công ty này có chức vụ gì? Người đàn ông mập mạp đột nhiên mỉm cười, là phó chủ tịch công ty Phúc Dương, lợi hại không? Tôi được bố đưa vào, đến lúc đó tôi chắc chắn có thể vượt qua cuộc phỏng vấn. Ai mà dám không nể mặt bố tôi chứ? Diệp vô phong mỉm cười nhìn tên mập, anh cảm thấy tên mập này khá thú vị. Tuy nhiên, nếu là phó chủ tịch của công ty này, hẳn là có thể có tiếng nói, có thể từ bên trong trực tiếp làm công ty này tan rã. Có lẽ cũng là một cách hay, Diệp vô phong cười nói. Cách hay gì? Tên mập mạp tò mò hỏi. Diệp vô phong lắc đầu, không có gì, nếu như có quan hệ tốt với anh, có lẽ là một cách không tồi tên mập mạp tự hào nói đương nhiên anh có quan hệ tốt với tôi thì sẽ có nhiều lợi ích lắm đấy tôi có thể đi ngang trong công ty này cho nên nếu sau này anh đi theo tôi nhất định sẽ có thể vui vẻ ngẩng cao đầu ở phúc dương diệp vô phong gật đầu nói vậy thì phải mong anh chiếu cố nhiều hơn tên mập mạp cười hắc hắc rất tự hào vỗ vỗ ngực lúc này một lễ tân đi tới tươi cười nói được rồi mọi người đi theo tôi người phỏng vấn của chúng ta đã chờ mọi người rồi Hãy chuẩn bị tốt cho buổi phỏng vấn nhé. Nhiều bạn trẻ rất lo lắng, xét cho cùng, hầu hết đều mới ra trường đi xin việc, tất nhiên sẽ không phải là những người rất già dặn kinh nghiệm. Chương 635, lời mời của tên mập. Tên mập là người đi vào đầu tiên, anh ta nhanh chóng tiêu sái bước ra, vỗ vai Diệp Vô Phong nói, tôi đã nói rồi, nhất định có thể vượt qua vòng này, bố tôi đã đánh tiếng rồi. Yên tâm, tôi đã nói với người phỏng vấn bên trong rằng đến lúc đó cũng cho anh vào đúng rồi anh tên gì ấy nhỉ diệp vô phong cười nói tôi tên là diệp vô phong tên mập mạp nhìn người phỏng vấn đứng ở cửa chỉ vào diệp vô phong là anh ta tên là diệp vô phong người phỏng vấn nhanh chóng gật đầu và mỉm cười diệp vô phong không ngờ có một ngày anh lại được người ra chiếu cố anh nhìn tên mập mạp đi ra ngoài sau khi làm những việc này anh đột nhiên nở nụ cười đừng đi nhanh như vậy lát nữa tôi đãi anh ăn cơm tên mập rất hà sảng nói tốt lắm xem ra anh rất thích hợp đi theo tôi diệp vô phong nhanh chóng được gọi vào văn phòng phỏng vấn người phỏng vấn không hỏi gì chỉ hỏi anh có mang theo sơ yếu lý lịch hay không đương nhiên diệp vô phong không mang theo sơ yếu lý lịch nhưng dù vậy người phỏng vấn vẫn để diệp vô phong vượt qua cuộc phỏng vấn này diệp vô phong lắc đầu với một nụ cười gượng gạo và bước ra khỏi văn phòng phỏng vấn lúc này người đàn ông mập mạp đã đợi sẵn bên ngoài diệp vô phong đi tới cười nói chờ tôi một chút đoán chừng tu u phải gặp người của công ty anh nhanh thôi người đàn ông nhỏ béo đang ngồi trong phòng tiếp tân lúc này một lễ tân đang chơi trò chơi với anh ta vì vậy anh ta chỉ vẫy tay và không vội vàng chút nào một nhân viên lễ tân khác đến chỗ diệp vô phong và cười nói anh diệp xin mời chủ tịch liếu của chúng tôi đã đợi anh rồi sau khi diệp vô phong đến văn phòng liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang xử lý tài liệu Nhìn thấy Diệp Vô Phong đi tới, ông ta lập tức gật đầu cười. Nhân viên lễ tân nhanh chóng rời đi, trong phòng làm việc chỉ còn lại có Liễu Trạch và Diệp Vô Phong, Liễu Trạch tò mò hỏi, tôi không biết tại sao chủ tịch Diệp lại tới tìm tôi vào lúc này nhỉ? Diệp Vô Phong cười nói, ông biết đấy, trận chiến giữa công ty Hoa Cường và nhà họ Nguyên, nên tôi chỉ băn khoăn không biết ông có nên hợp tác với tôi không. Dù sao thì ông cũng là đối tác của nhà họ Nguyên, nếu ngay cả ông cũng hợp tác với tôi rồi, như vậy thì chứng tỏ nhà họ Nguyên đã không thể cứu vãn. Liễu Trạch lắc đầu, tôi thực sự xin lỗi, công ty chúng tôi chú trọng chữ tín, vì chúng tôi đã hợp tác với nhà họ Nguyên rồi, chúng tôi tuyệt đối không thể hợp tác với công ty Hoa Cường, xin hãy thứ cho tôi không thể hợp tác với cậu được." Diệp Vô Phong thờ ơ nói, "Không sao, tôi biết ông nhất định sẽ cự tuyệt, nhưng rất nhiều công ty ở Liêu Tây đã bí mật đạt được thỏa thuận với tôi, đương nhiên họ cũng sẽ cung cấp cho tôi những thứ tôi cần." chúng tôi đã mua của họ cao hơn 30% so với giá thị trường, như vậy họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Liễu Trạch nhướng mày, nhìn thấy Diệp Vô Phong lấy ra một số hợp đồng, sau khi nhìn lướt qua, ông ta đại khái biết đó là công ty nào. Nhưng ông ta vẫn không định đồng ý, dù sao ông ta cũng biết, nếu đồng ý lúc này, ông ta sẽ đối nghịch với nhà họ Nguyên, đương nhiên ông ta biết hậu quả của việc chống lại nhà họ Nguyên ở Liêu Tây. Vì thế ông ta không muốn mạo hiểm như vậy, dù biết rằng trong hoàn cảnh ấy, có lẽ công ty của họ sẽ có rất nhiều cơ hội kiếm tiền. Và đây là lợi nhuận thuần túy, giá cao hơn 30% so với giá thị trường, gần như là một mức giá trên trời. Nếu hợp tác với công ty Hoa Cường, thì tất cả thu nhập trong năm nay sẽ trở thành thu nhập đột phá trong lịch sự. Nhưng ông ta không dám chút nào. Ông ta chỉ muốn tồn tại trong vùng nước bùn này, ông ta không có hứng thú với những thứ khác diệp vô phong thờ ơ nói xem ra chủ tịch liễu vẫn là không muốn làm loại chuyện này nhưng không thành vấn đề tôi vẫn rất kiên nhẫn nếu như chủ tịch liễu đổi ý ông có thể nói cho tôi biết liễu trạch yêu cầu lễ tân đưa diệp vô phong ra ngoài sau khi diệp vô phong rời đi ông ta đã gọi điện cho nhà họ nguyên và báo cáo sự việc ở đây nguyên phong đã rất hài lòng sau khi nghe những lời của liễu trạch tốt lắm tôi biết liễu trạch ông là người có nguyên tắc nhất tiếp tục kiên trì Nguyên Phong cười nhạt rồi cúp điện thoại. Tất nhiên, anh ta biết rằng nếu mình không đánh tiếng với mấy tên này trước, những kẻ này có thể đã thực sự hợp tác với công ty Hoa Cường. Sau khi Diệp vô phong đến phòng tiếp khách, anh nói với tên mập mạp, tôi xong rồi, anh muốn ăn cơm không? Tên mập vừa chơi trò chơi xong, hẹn cô gái ở quầy lễ tân lần sau chơi lại, sau đó liền dắt Diệp vô phong đi ra ngoài. Đương nhiên, anh ta ăn ở một nhà hàng ngẫu nhiên gần công ty Phúc Dương, sau khi tên mập mạp ăn xong, nhìn thông tin trên điện thoại, trợn mắt cười nói, Diệp vô phong, tình cờ tối nay có một buổi tiệc, anh có muốn đến chơi với tôi chút không? Diệp vô phong tò mò nhìn tên mập mạp, anh còn tưởng rằng tên mập mạp kia là trạch nam chỉ biết ở nhà, làm sao có thể hoạt bát tham gia mấy kiểu tiệc tùng chứ? Điều này hoàn toàn không phù hợp với ngoại hình của người đàn ông béo này. Nhưng Diệp vô phong nghĩ tới đây liền cảm thấy không cần phải đi, anh cũng biết nguyên nhân vì sao tên này lại bảo anh đi. Bởi vì bây giờ tên này thiếu một tên tùy tùng, nếu đi dự tiệc có lẽ sẽ hơi mất mặt, nên muốn để anh đi cùng. Tôi nói cho anh biết, cậu chủ Chu Hoa cũng đi dự tiệc lần này. Anh biết Chu Hoa là ai đúng không? Anh ta là cậu chủ hai của xí nghiệp Chu Tinh, nếu có thể quen anh ta, tương lai tiền đồ sẽ vô lượng rực rỡ đó. Tên mập nói rất đắc ý, giống như bản thân anh ta là Chu Hoa vậy. Diệp Vô Phong không định đi, nhưng nghe xong lời này liền muốn đi xem. Dù sao bước tiếp theo của công ty Hoa Cường là động đến xí nghiệp Chu Tinh. Chu Tinh, nếu có thể nghe ngóng chút chuyện của xí nghiệp Chu Tinh từ tên Chu Hoa thì cũng không tồi. Chính vì suy nghĩ này mà cuối cùng anh cũng gật đầu. Buổi tối, tên mập đưa Diệp Vô Phong lên tầng cao nhất của khách sạn Cana, lúc này tầng cao nhất của khách sạn Cana đã được cho thuê hết rồi. Nó được dùng cho loại tiệc ngoài trời này, vừa bước vào tầng cao nhất đã nghe thấy một âm thanh đinh tai nhức óc, có một số thanh niên đang uống rượu giao lưu. Cả trai lẫn gái, vừa nói vừa cười. Sau khi Diệp Vô Phong đến bên này, tên mập chỉ vào Chu Hoa đang đứng trên bục cao cách đó không xa, Chu Hoa đang tươi cười chào hỏi bạn bè. Tên mập nói với Diệp Vô Phong, nhìn xem, đó là cậu chủ Chu, anh ta có đẹp trai oai phong không? Để tôi nói cho anh biết, bây giờ ở Liêu Tây, cậu chủ Chu có thể hiên ngang tự nhiên, hiện tại các cậu chủ của nhà họ Nguyên đều yếu thế, còn anh trai của cậu chủ Chu còn đang nằm trong bệnh viện nên đương nhiên anh ta có thể vui vẻ tiêu sái rồi. Audio điện tử võ tấn bền chương 636, Người đắc tội Diệp vô phong gật đầu, nhưng nhìn thấy tên mập kia cũng không đi chào hỏi chu hoa, mà là đi qua một bên chào hỏi một số thanh niên. Uầy, béo, cậu tìm thấy ngựa con à? Một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, đeo kính vàng rất vui vẻ hỏi. Tên mập mạp cười nói, đương nhiên với thân phận của tôi, không có người mang trà nước đến thì làm sao được. Diệp Vô Phong cũng không tức giận đối với việc này, anh cũng thấy khi tên mập mạp nói những lời này, anh ta thường nhìn qua mình, bởi vì anh ta sợ mình sẽ có biểu hiện tức giận. Diệp Vô Phong mỉm cười, biết tên tên nhóc này chỉ là giả bộ, nhưng anh không muốn vạch trần hành vi của tên mập lúc này. Anh chỉ đứng bên cạnh tên mập nhoẻn miệng cười, nhìn tình hình xung quanh, nhanh chóng nhận lấy một ly rượu, chỉ đứng bên cạnh tên mập kia, nhìn chu hoa trên đài cao anh đang nghĩ mình nên kéo chu hoa xuống hay là đợi cho đến khi bữa tiệc kết thúc mới làm. Tên mập quay đầu nhìn Diệp Vô Phong, "Chờ tôi ở đây, tôi qua đó lấy một thứ." Diệp Vô Phong gật đầu. Lúc này, thiếu niên đeo kính nhìn Diệp Vô Phong cười nói, "Anh đi theo tên béo như thế nào, chẳng lẽ là công nhân tạm thời do tên béo thuê sao?" Diệp Vô Phong chỉ cười nhẹ không nói gì, cũng không giải thích có phải là công nhân tạm thời hay không nhưng kiểu hành xử này khiến Lâm Lộ lầm tưởng rằng anh đang cam chịu thầm thừa nhận, vì vậy tất cả đều cười ha hả và thảo luận với nhau về cách nói đùa sau khi tên mập trở lại. Nhưng vào lúc này, tiếng chai rượu đập xuống đất chuyển đến, lúc này nhạc cũng đã tắt. Diệp vô phong tò mò quay đầu nhìn, liền thấy tên mập mạp kia thật sự bị người nào đó túm lấy cổ áo. Vẻ mặt tên thanh niên rất u ám, mày đi đường không có mắt hả? Biết tao là ai không? Nhất thời những người xung quanh đều nhìn sang đây, muốn biết ở đây xảy ra chuyện gì diệp vô phong lúc này cũng có chút tò mò lâm lộ đẩy diệp vô phong mày xem chủ nhân của mày đã bị bắt nạt rồi kìa sao không đi lên giúp đi sau khi lâm lộ nói xong mọi người lại bắt đầu cười ha ha dù sao bọn họ đều biết diệp vô phong chỉ là công nhân tạm thời đương nhiên sẽ không chủ động giải quyết chuyện phiền toái và cũng không có khả năng giải quyết rắc rối như vậy tên mập chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đụng phải ai đó trong lúc lấy rượu và làm đổ rượu lên quần áo của người này. Vừa rồi anh ta đã xin lỗi rồi. Sau khi Chu Hoa nhìn thấy ở đây xảy ra chuyện gì, liền bước nhanh đi lên, chuyện gì vậy? Sau khi Thuộc Hạ ở bên giải thích xong, Chu Hoa bước tới với nụ cười trên mặt, đi tới bên cạnh người này, nói cậu chủ Bạch, thật xin lỗi, không tiếp đón anh Chu đáo rồi, tôi thật không ngờ ở đây lại có một tên mắt mù như vậy. Chu Hoa nói xong, dặn dò Thuộc Hạ dẫn đi lát nữa tôi sẽ nói nên xử lý như thế nào tuy nhiên cậu chủ bạch rất không vui nói xử lý ngay tại chỗ đi tại sao phải chờ xử lý sau tôi nghĩ anh chỉ muốn giải vây cho tên béo đáng chết này thôi đương nhiên chu hoa không thể làm chuyện như vậy anh ta nhanh chóng giải thích đương nhiên tôi sẽ không làm loại chuyện này đối với một tên béo đáng chết tôi chỉ sợ bây giờ nếu xử lý sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng chơi đùa của anh thôi lúc này cậu chủ bạch mới nở nụ cười thật sao nhưng tôi không cảm thấy tâm trạng của mình sẽ bị ảnh hưởng, vậy hãy giải quyết ngay đi. Tôi muốn xem thủ đoạn của anh có lợi hại hơn anh cả của anh hay không. Sắc mặt Chu Hoa dần dần tối sầm lại, đương nhiên anh biết cậu chủ Bạch có ý tứ gì, sở dĩ có thể liên lạc với cậu chủ Bạch bởi vì Chu Diệp đang ở bệnh viện nên không thể đi cùng cậu chủ Bạch, nên anh ta mới có cơ hội như vậy. Và bây giờ là cơ hội để chứng tỏ mình có thực lực hơn Chu Diệp. Chỉ cần chứng minh được điều này thì Chu Tinh sẽ càng đặt nhiều hy vọng vào anh ta hơn trong tương lai. Chính vì điều này mà anh ta đã hạ quyết tâm đứng sang một bên. Làm sao tên mập có thể biết được tất cả chuyện này, vừa rồi anh ta làm chuyện không cẩn thận, anh ta cũng biết không thể đắc tội cậu chủ Chu, anh ta hối hận vì sao lại tới bữa tiệc này. Cậu chủ Chu, tôi thật sự không cố ý, tôi chỉ không cẩn thận thôi." Tên mập mạp vội vàng nói. Nhưng Chu Hoa hoàn toàn không nghe chỉ nói với thuộc hạ mang dao đến. Lần này đến cả đám Lâm Lộ cũng hoảng sợ, lúc đầu bọn họ nghĩ tên Mập chỉ cần xin lỗi là được rồi, bây giờ còn rút dao ra, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Họ lao lên thật nhanh, nhưng không dám nói gì, chỉ nhìn tên Mập trong đám đông. Diệp Vô Phong thờ ơ nhìn tất cả những chuyện này xảy ra, trong khi khuôn mặt của tên Mập đầy tuyệt vọng, nhìn thấy bạn tốt của mình đang đứng trong đám đông, không có ý định đến can thiệp chút nào, trong lòng anh ta đã suy sụp rồi. Dao gọt hoa quả nhanh chóng được đưa lên, lúc này Chu Hoa mới nhìn về phía tên mập tay nào làm sai. Tên mập sợ tới mức nước mắt rưng rưng, chỉ biết lắc đầu. Chu Hoa lúc này mới lãnh đạm nói, không biết thì chém hết đi. Tên mập vội nói, là tay trái, tay trái. Chu Hoa gật đầu, bảo cấp dưới bước lên, cậu chủ Bạch chỉ đứng nhìn với vẻ mặt tự mãn, thậm chí không nghĩ tới việc dừng chuyện này lại. Theo ý kiến của anh ta, những thứ này thú vị hơn về phần bữa tiệc đối với anh ta thật sự rất nhàm chán người xung quanh không dám nói chuyện có người rụt rè che mắt dù sao bọn họ đều biết loại cảnh tượng này rất đẫm máu tên mập mạp sợ tới mức hai chân run rẩy chu hoa chỉ nhìn tên mập với vẻ mặt ảm đạm tôi nói này chu hoa đã lâu không gặp không ngờ anh lại càng vô dụng đấy ngay khi mọi người yên lặng một giọng nói rất đột ngột xuất hiện mọi người đều quay đầu nhìn diệp vô phong vì những lời vừa rồi là của Diệp Vô Phong. Mọi người đều rất tò mò nhìn Diệp Vô Phong, không biết anh đang muốn làm gì. Bây giờ có rất nhiều cậu chủ ở đây, những người không ai biết như Diệp Vô Phong sẽ bị coi là thuộc hạ của một cậu chủ nào đó. Chỉ là khi Diệp Vô Phong xuất hiện, sắc mặt Chu Hoa thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Mặc dù bây giờ chú Trấn đang ở bên cạnh anh ta, nhưng lần trước Diệp Vô Phong đã tát chú Trấn ngã xuống đất, anh ta nghĩ lần này nếu lại kiêu ngạo, anh ta vẫn sẽ không thoát khỏi một cái tát. Chu Hoa kinh ngạc nhìn Diệp Vô Phong, không dám nói chuyện. Thay vào đó, cậu chủ Bạch chế nhạo, làm sao vậy, bây giờ con chó con mèo còn dám đến trước mặt tôi để cứu người à? Diệp Vô Phong đi lên, tên mập mạp kinh ngạc nhìn Diệp Vô Phong, tự hỏi làm sao Diệp Vô Phong có can đảm làm chuyện như vậy. Vậy mà đi lên để giải cứu anh ta. Chương 637, không biết. Tất nhiên, Lâm Lộ và cả đám người rất khó hiểu không phải Diệp Vô Phong là công nhân tạm thời sao? Tại sao lại đứng lên vào lúc này, đây không phải là tự tìm cái chết sao? Trong lúc nhất thời, tất cả họ đều rất bối rối hoang mang. Cả bữa tiệc này chắc chỉ có Chu Hoa và Chú Trấn là biết Diệp Vô Phong. Đẳng cấp của những người trẻ tuổi khác quá thấp, cho nên không cách nào nhận ra người như Diệp Vô Phong đang đứng ở tầng cao như vậy. Cậu chủ bạch đứng ra, rất không vui hỏi, mày là ai? diệp vô phong lãnh đạm nói tôi tên là diệp vô phong diệp vô phong chưa từng nghe chắc mày không phải là người nổi tiếng ở liêu tây đúng không tên nhóc mày nên ngoan ngoãn đứng xem là được rồi người ở đây ít nhiều gì đều có chút thân phận bọn họ còn chưa dám nói gì mày là cái thá gì chứ cậu chủ bạch nói xong mặc dù chu hoa muốn tiến lên ngăn cản nhưng khi anh ta muốn động thủ diệp vô phong sẽ nhìn anh ta chỉ một ánh mắt như vậy cũng khiến anh ta rất bất lực không dám động đậy chút nào. Diệp vô phong chỉ cười nhìn cậu chủ bạch, tôi chưa từng gặp anh, chắc là anh không phải người lưu tây, đúng không? Cậu chủ bạch cười ha hả, đương nhiên không phải, tôi là cậu ba của gia tộc họ bạch ở Úc Kim đấy, mày có biết gia tộc họ bạch ở Úc Kim không? Diệp vô phong lắc đầu, chuyện này tôi thật sự chưa nghe nói. Tôi cũng không có hứng thú tìm hiểu mấy gia tộc quá nhỏ. Nụ cười của cậu chủ bạch đông cứng lại, anh ta vốn tưởng rằng Diệp Vô Phong sẽ hoảng sợ rút lui, dù sao nhà họ Bạch là một gia tộc lớn ở Úc Kim, cũng giống với nhà họ Nguyên hiện tại. Chính vì điều này mà sau khi đến đây, cậu chủ Bạch rất tự hào, nhưng anh ta không ngờ rằng Diệp Vô Phong sẽ cho anh ta một câu trả lời như vậy. Anh ta muốn đánh chết Diệp Vô Phong ngay tại chỗ. Anh ta chỉ vào Diệp Vô Phong, còn Diệp Vô Phong thờ ơ nói, được rồi, ôi không có hứng thú nghe anh nói ở đây. Tôi muốn đưa hai người này rời khỏi đây. Có ai có ý kiến gì không? Diệp Vô Phong đang nói về tên mập và Chu Hoa, đương nhiên những người xung quanh không có ý kiến gì, họ vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, có thể có ý kiến gì chứ. Đương nhiên, cậu chủ Bạch có ý kiến, chỉ vào Diệp Vô Phong, tức giận nói, tên khốn kiếp, mày đúng là muốn chết mà. Nhà họ Bạch mà mày cũng không biết. Diệp Vô Phong chỉ nhún vai, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Tôi không biết nhà họ Bạch thì có chuyện gì sai sao? hay là nhà họ bạch là thiên vương lão tử tôi nhất định phải biết cậu chủ bạch cả giận nói mày dám vỗ nhục nhà họ bạch tao biết không sợ súng mà anh ta nói xong liền hướng về vệ sĩ bên cạnh nói giết chết nó diệp vô phong chỉ nhún vai chu hoa lúc này vội vàng đứng dậy kéo cậu chủ bạch anh ta thật sự không dám để cậu chủ bạch làm gì diệp vô phong dù sao thì thực lực của diệp vô phong đã hiện rõ nếu thật sự chiến đấu cho dù anh ta và cậu chủ bạch cũng nhất định không phải là đối thủ của Diệp Vô Phong. Cậu chủ bạch cao mày tức giận hỏi, mày muốn bảo vệ nó sao? Chu Hoa cười khổ nói, tôi không phải đang bảo vệ anh ta, là đang bảo vệ anh, thực lực của anh ta rất cường đại đấy. Cậu chủ bạch khịt mũi, cho dù có mạnh bao nhiêu, có mạnh hơn vệ sĩ của tao không? Vệ sĩ của cậu chủ bạch cũng từ từ đi ra, toàn thân mạnh mẽ đầy gân cốt. Đương nhiên, Chu Hoa không thể để cho cậu chủ Bạch thật sự ra tay, nhanh chóng quay đầu nhìn Diệp Vô Phong, "Diệp Vô Phong, anh muốn thế nào? Gần đây tôi cũng không trêu chọc anh, anh muốn cái gì?" Diệp Vô Phong nhún vai, "Tôi chỉ là có chuyện muốn hỏi anh thôi, sẽ không mất nhiều thời gian đâu, thân phận như của anh thật sự không đáng để tôi tự mình xử lý." Chu Hoa mặc dù biết Diệp Vô Phong đang khinh thường mình, nhưng anh ta cũng biết Diệp Vô Phong đang đứng ở tầng thứ mấy, quả thực không phải chuyện mà một cậu chủ như bọn họ có thể đối phó được. Công ty Hoa Cường đã chống lại nhà họ Nguyên, xí nghiệp chu tinh của họ chỉ là một xí nghiệp hợp tác với nhà họ Nguyên, chưa đạt tới tư cách cạnh tranh với nhà họ Nguyên, nên so với công ty Hoa Cường thì cũng là một tệ hơn một chút. Chu Hoa biết hết chuyện này nên không dám để cậu chủ Bạch Tấn công Diệp Vô Phong, cho dù nhà họ Bạch có mạnh đến mấy cũng chỉ ở Úc Kim mà thôi, bây giờ là ở Liêu Tây, cậu chủ Bạch cũng chỉ ở đây chơi đùa thôi. Diệp Vô Phong nhìn cậu chủ Bạch cười nói, xem ra anh không phục lắm nhỉ nhưng Chu Hoa quả nhiên nói đúng, anh ta đang bảo vệ anh đấy, nếu anh ra tay, tôi sẽ phế anh ngay. Sắc mặt Chu Hoa thay đổi sau khi nghe thấy lời này, anh ta nhanh chóng hét lên, Diệp vô phong, anh dám. Lúc này, những người có mặt còn đang ở trong sương ngủ ngơ ngác, làm sao Chu Hoa lại sợ Diệp vô phong chứ? Nhưng Diệp vô phong này là ai? Sống ở Liêu Tây lâu như vậy, bọn họ hoàn toàn không biết Diệp vô phong. Bọn họ chắc chắn không có cậu chủ nào tên là Diệp Vô Phong ở Lưu Tây vì điều này tất cả mọi người có mặt đều bối rối cậu chủ bạch lúc này mới không tin anh ta chỉ phẫn nộ nhìn chu hoa đang ngăn lại mình đúng là đồ vô dụng mày cho rằng tao cũng giống như mày sao mày và anh trai của mày tranh lệch rất lớn đấy ngay từ đầu tao còn có chút kỳ vọng nhưng bây giờ tao mới biết mày tuyệt đối không thể vượt qua anh trai mày đâu nói xong anh ta đẩy chu hoa ra sau đó chỉ vào diệp vô phong abu giết hắn cho tao người vệ sĩ này dường như đã quen với loại chuyện này vì vậy hắn ta lao tới và đấm về phía diệp vô phong mọi người đều hả hê khi thấy người khác gặp họa dù gì cũng đắc tội đến chu hoa thì phải xong đời còn nặng hơn là chặt tay họ không bao giờ tưởng tượng được rằng sẽ có người ngu xuẩn lại đi đối đầu với chu hoa và cậu chủ bạch chắc chắn là xong đời rồi tất cả mọi người đều không chớp mắt chỉ muốn nhìn thấy cảnh tượng diệp vô phong bị vệ sĩ ném xuống đất nhưng kế tiếp Bọn họ đều mở to đôi mắt. Chỉ thấy Diệp Vô Phong dùng một chân đá vào người vệ sĩ, thân hình to lớn của gã vệ sĩ bay ra, hắn ta lùi lại 3-4 mét trước khi đập vào bàn. Động thái của Diệp Vô Phong khiến tất cả mọi người choáng váng, kể cả tên mập đứng bên cạnh, lúc đầu tên mập mạp còn tưởng rằng Diệp Vô Phong sẽ xong đời. Hóa ra là Diệp Vô Phong lợi hại như vậy. Anh ta không thể tin được, nếu anh lợi hại như vậy, tại sao anh lại đến Phúc Dương để phỏng vấn chứ? Bất kỳ ông chủ lớn nào cũng sẽ cần anh mà. Diệp Vô Phong hờ hững nhìn cậu chủ Bạch, cậu chủ Bạch thấy vệ sĩ của mình bị đánh như thế này, sắc mặt biến đổi, nhưng sắc mặt chỉ có u ám, trên mặt cũng không có hoảng sợ, xem ra còn có thứ khác chống lưng. Đương nhiên Diệp Vô Phong biết điều này, cho nên anh cũng để phòng tình huống xung quanh. Anh nhìn những người xung quanh, nhanh chóng nhận ra rằng có một cao thủ cảnh giới tông sư đang ẩn nấp trong đó, hơn nữa dường như đang tiến đến gần anh chương 638, muốn hợp tác hay không? Diệp vô phong nở nụ cười, một trường đánh lén của cường giả cảnh giới tông sư, nếu thật sự bị đánh lén, mặc dù tôi không chết cũng sẽ bị thương nhỉ. Nghe xong lời này, sắc mặt cường giả cảnh giới tông sư chợt lạnh đi, trực tiếp nhảy ra. Gã là cường giả nhà cậu chủ bạch có thể dựa vào, đương nhiên Diệp vô phong biết điều này. Cậu chủ bạch diễu cợt nói, cho dù anh có thể thu phục được vệ sĩ của tôi, nhưng tuyệt đối không có cách nào thu phục được chú lưu đâu chỉ là vào lúc này diệp vô phong lại dễ dàng nắm lấy nắm đấm của chú lưu sắc mặt chú lưu thay đổi tốc độ đủ nhanh thậm chí tin chắc mình có thể giết chết diệp vô phong chỉ bằng một cú đấm nhưng gã không ngờ nắm đấm của mình đã bị tóm lấy diệp vô phong thờ ơ nói xem ra trình độ của ông vẫn chưa đủ bị lời nói của tôi kích thích còn vạch trần hành tung mà không xác định có thể giết chết tôi hay không nếu là sát thủ Ông hành động như vậy là không thích hợp đâu. Chú Lưu thậm chí còn không biết Diệp Vô Phong nói vậy là có ý gì, gã cũng không phải là sát thủ mà. "Mày." Chú Lưu vừa định nói, Diệp Vô Phong đã đập chân lên ngực chú Lưu, như thể nghe thấy tiếng gãy xương nhẹ, toàn thân chú Lưu ngã xuống đất. Và bởi vì Diệp Vô Phong nắm lấy tay chú Lưu khi anh tung chân, cho nên không chỉ ngực bị thương, mà ngay cả cánh tay cũng bị gãy. Diệp Vô Phong hờ hững nhìn cậu chủ Bạch Lúc này cậu chủ Bạch đang sửng sốt, đương nhiên không thể tin được Diệp Vô Phong lại có thể hạ gục một cao thủ cảnh giới tông sư chỉ bằng một chiêu. Vậy thì Diệp Vô Phong này là cảnh giới gì? Cậu chủ Bạch nhìn Diệp Vô Phong có chút sợ hãi, nhưng Diệp Vô Phong chỉ hờ hững nói, hiện tại mới biết sợ à, vừa rồi còn muốn làm gì? Cậu chủ Bạch vội nói, anh đừng làm bậy, để tôi nói cho anh biết, tôi là cậu ba của nhà họ Bạch, nếu anh dám làm gì tôi, nhà họ Bạch sẽ không buông tha cho anh. Diệp Vô Phong nghe vậy thì thở dài, tôi biết anh sẽ nói điều này, nhưng anh cũng nên biết rằng, bình thường người nào nói với tôi những lời này đều có kết cục rất thê thảm. Cậu chủ Bạch sợ hãi rút lui, Chu Hoa vội vàng tiến lên ngăn cản Diệp Vô Phong, hiện tại cậu chủ Bạch chính là khách của anh ta, đương nhiên cần phải đảm bảo an toàn cho cậu chủ Bạch. Tuy rằng anh ta cũng rất chán ghét khi cậu chủ Bạch này không nghe theo ý kiến của anh ta, nhưng hiện tại đã xảy ra chuyện, anh ta chỉ có thể hạ mình trước sau khi đi tới trước mặt diệp vô phong anh ta vội vàng nói diệp vô phong tốt hơn là anh đừng làm bậy hiện tại anh là cái gai trong mắt nhà họ nguyên rồi anh cũng không muốn xí nghiệp chu tinh chúng tôi cùng nhà họ nguyên đối phó với anh đúng không diệp vô phong cười nói anh cho rằng tôi sẽ quan tâm những thứ này sao sắc mặt chu hoa thay đổi sau khi nghe lời này đương nhiên anh ta biết diệp vô phong sẽ không quan tâm những chuyện này ngay cả nhà họ nguyên cũng dám trêu chọc vậy thì xí nghiệp chu tinh của bọn họ là cái thá gì chứ nhưng chu hoa vẫn phải cứng đầu nhìn diệp vô phong vậy anh muốn thế nào diệp vô phong lãnh đạm nói anh ngoan ngoãn đi theo tôi tto tê tê sẽ bỏ qua cho tên nhóc này chu hoa rất do so dự anh ta nghiến răng nghiến lợi biết rằng nếu đi cùng diệp vô phong lần này anh ta thật sự có thể bị diệp vô phong giết chết nhưng anh ta không thể không làm vậy bởi vì anh ta không thể nào giao cậu chủ bạch ra vì vậy cuối cùng anh ta đã hạ quyết tâm, được rồi, tôi sẽ đi với anh. Diệp vô phong hài lòng đi tới, nhìn Chu Hoa, được rồi, nếu đã như vậy thì tôi sẽ không làm thêm chuyện gì quá đáng nữa. Chu Hoa thở vào nhẹ nhõm, anh ta chỉ hy vọng Diệp vô phong có thể như vậy, nhưng vào lúc này, Diệp vô phong đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đá bay cậu chủ bạch. Chu Hoa nhìn Diệp vô phong với vẻ mặt kinh ngạc anh. Không phải anh nói sẽ để cho cậu chủ bạch đi nếu tôi cùng anh rời đi sao? Diệp vô phong nhún vai, anh thấy tôi giữ lời khi nào chưa? Đối với người như vậy, tôi không thể nói chưa tín được, tôi nghĩ anh biết tôi có ý gì. Chu Hoa lúc này rất tức giận, nhưng cũng không thể nói nhiều như vậy, dù sao anh ta cũng biết hiện tại Diệp vô phong có thể muốn làm gì thì làm, vệ sĩ xung quanh không thể bảo vệ anh ta, bản thân anh ta nhất thời cũng không thể thoát khỏi Diệp vô phong. Hiện tại anh ta chỉ có thể đi theo Diệp vô phong ra ngoài, Diệp vô phong nhìn tên mập, đi thôi, tôi đưa anh rời khỏi đây, xem ra bữa tiệc này thật sự không thích hợp với tôi. Đương nhiên tên mạp kia cũng không dám ở chỗ này nữa, nhưng anh ta biết vừa rồi cậu chủ bạch thật sự muốn chặt tay anh ta. Lúc này cậu chủ bạch đã ngất xỉu trên bục cao, lúc này cả hiện trường im phăng phắc, bởi vì bọn họ biết hai người quan trọng nhất trong bữa tiệc lúc này, một người đã bị bắt đi, còn một người bị đánh hôn mê. Trong hoàn cảnh như vậy, tất nhiên bữa tiệc không thể tiếp tục, họ chỉ có thể nhanh chóng gọi xe cấp cứu và cho bác sĩ đến xem tình hình. Tất nhiên, nhóm của Lâm Lộ rất sốc, họ thậm chí còn không biết danh tính của người được tên mập mang đến, tại sao anh lại hung dữ mạnh mẽ như vậy? Hoàn toàn không phải là một người làm công thời vụ được. Lâm Lộ xúc động nói, không biết tên mập đi cùng với người nào, nhưng cậu ta thật may mắn tuy rằng đã đắc tội đến Chu Hoa, nhưng ít nhất cậu ta không cần phải chặt tay. Chỉ cần cậu ta không xuất hiện trước mặt Chu Hoa, Chu Hoa nhất định sẽ không làm gì cậu ta lời nói của lâm lộ khiến những người bạn của anh ta đồng ý nhưng họ vẫn rất tò mò về thân thế của diệp vô phong sau khi diệp vô phong đưa chu hoa ra khỏi khách sạn cana chu hoa hỏi anh muốn làm gì anh cần phải biết rằng cho dù có bắt cóc tôi xí nghiệp chu tinh cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì dù sao thì tôi cũng không giữ chức vụ ở xí nghiệp chu tinh diệp vô phong thờ ơ nói tôi dẫn anh ra đây không phải vì bảo anh làm chuyện gì tôi chỉ là có chuyện muốn hỏi anh Chu Hoa thờ ơ nói, cái gì tôi có thể trả lời sẽ trả lời, nếu không thể thì cho dù có đánh chết tôi cũng không trả lời. Diệp vô phong rũi ngón tay cái ra, đàn ông, nhưng sao lại biểu đạt khí phách của mình nhanh như vậy hả? Xem ra trước đó tôi đã đánh giá sai anh rồi, hẳn là phải đánh giá cao anh hơn. Chu Hoa rất đắc ý nhìn Diệp vô phong, Diệp vô phong lại để ý thấy chú Trấn đang ở cửa khách sạn lo lắng nhìn qua bên này, rõ ràng là muốn cứu Chu Hoa nhưng chú Trấn cũng biết thực lực của Diệp Vô Phong, với trình độ nửa vời của gã, tuyệt đối không thể giải cứu Chu Hoa. Chính vì biết được điều này mà chú Trấn chỉ biết chờ đợi, chờ đợi thời cơ. chương 639, một cách khác. Diệp Vô Phong liếc mắt nói, thật ra tôi biết anh muốn vượt qua anh trai của mình, hiện tại tôi cho anh một cơ hội, chỉ cần người anh được như vậy, xí nghiệp Chu Tinh sẽ phát triển tốt hơn ở Liêu Tây, anh có dám không? Chu Hoa chế nhạo nói, đừng tưởng rằng tôi không biết, anh đang muốn lôi kéo tôi anh biết nếu xí nghiệp chu tinh và nhà họ nguyên vẫn còn hợp tác công ty hoa cường vẫn sẽ rất khó khăn trong việc khiến nhà họ nguyên sụp đổ dù sao công việc làm ăn của liêu tây vẫn luôn bị nhà họ nguyên kiểm soát diệp vô phong lãnh đạm nói anh nói đúng ta ôi đúng là có ý nghĩ như vậy nếu anh đồng ý đương nhiên tôi có thể cùng anh hợp tác chu hoa cười khẩy anh thật sự quá ngây thơ rồi nhà họ nguyên và xí nghiệp chu tinh của chúng tôi luôn hợp tác rất vui vẻ hợp tác nhiều năm như vậy tại sao tôi lại chọn công ty hoa cường của anh chứ diệp vô phong thờ ơ nói không phải xí nghiệp chu tinh tôi chỉ hợp tác với anh thôi bố anh chắc cũng không còn bao nhiêu ngày nữa bộ dạng của anh trai anh cũng không có cách nào kế thừa xí nghiệp chu tinh không bao lâu nữa xí nghiệp chu tinh cũng sẽ nằm trong tay anh chu hoa nghe vậy sắc mặt đột nhiên kinh hãi ý của anh là diệp vô phong lắc đầu cười không có ý gì tôi chỉ là bày tỏ ý kiến của chính mình thôi Vậy anh có biết tiền thân của xí nghiệp Chu Tinh không? Chu Hoa suy nghĩ một chút, nói: "Đương nhiên tôi biết, tiền thân của xí nghiệp Chu Tinh là một cửa hàng nhỏ, sau đó cửa hàng nhỏ biến thành trung tâm mua sắm lớn, tiếp đó mở ra một chuỗi, cuối cùng trở thành một xí nghiệp. Tất cả các ngành liên quan đều đã được cải tiến hoàn thiện và lên kế hoạch, những thứ này đều có trên trang web của công ty chúng tôi, anh có thể vào và tìm chúng ở đó." Diệp Vô Phong hờ hướng lắc đầu, đều là viết cho người khác đọc nhưng sự thật vẫn luôn chôn trong lòng đất, nếu không đào lên, muốn biết tình hình thực tế thì tuyệt đối không thể, xem ra anh cũng không biết xí nghiệp Chu Tinh thuở ban đầu là gì. Chu Hoa nghe xong, rất khó chịu, anh nói cho rõ ràng đi, tiền thân của xí nghiệp Chu Tinh tại sao không phải như lời tôi nói. Diệp vô phong xua tay, tôi không muốn tranh luận với anh, tôi chỉ muốn nói cho anh biết tiền thân xí nghiệp Chu Tinh của anh là một công ty trong ngành công nghiệp xám. Về phần tại sao có thể lớn như vậy, anh có thể hỏi bố của anh. Đương nhiên Chu Hoa không tin, nhưng bây giờ Diệp Vô Phong nói rõ ràng như vậy, anh ta thực sự có chút nghi ngờ với những lời giới thiệu về xí nghiệp Chu Tinh mà mình từng xem. Nhưng mà, anh cũng biết cho dù muốn quay lại hỏi Chu Tinh, anh cũng phải giải quyết chuyện này trước, Diệp Vô Phong hiện tại vẫn ở bên cạnh anh ta. Diệp Vô Phong nhìn vẻ mặt bối rối của Chu Hoa, biết không có cách nào biết được cái gì từ trong miệng Chu Hoa, nên chỉ có thể để Chu Hoa đi. "Quên đi, anh đi đi, tôi đoán anh cũng không phải người trong cuộc." Diệp Vô Phong xua tay. Chu Hoa không ngờ Diệp Vô Phong lại để anh ta đi dễ dàng như vậy, anh ta hơi bất định nhìn Diệp Vô Phong. Làm sao vậy, tôi cho anh đi mà anh vẫn không chịu đi à? Diệp Vô Phong có chút tò mò với biểu hiện của Chu Hoa, là tình huống gì? Chẳng lẽ mình để cho anh ta đi, nhưng anh ta không muốn rời đi? Hội chứng Stockholm hả? Diệp Vô Phong có chút không rõ Chu Hoa đang suy nghĩ cái gì. Chu Tinh hỏi, anh có chắc sẽ để tôi đi như thế này không? Anh cần biết rằng bây giờ là thời điểm quan trọng, nếu anh bắt được tôi và đe dọa bố tôi, nói không chừng xí nghiệp Chu Tinh có thể sẽ không hợp tác với nhà họ Nguyên nữa. Diệp Vô Phong liếc nhìn Chu Hoa, sau đó lắc đầu nói, "Thật xin lỗi, anh thật sự không quan trọng như vậy, tôi còn có việc phải làm, anh đi nhanh lên đi, nếu không tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện đấy." Chu Hoa mặc dù có chút không phục, nhưng khi nghe thấy Diệp Vô Phong chuẩn bị động thủ, anh ta liền nhanh chóng xoay người rời đi anh ta biết tình huống hiện tại quan trọng hơn là quay về hỏi bố về chuyện xí nghiệp chu tinh diệp vô phong nhìn tên mập đang đi theo mình nhìn thấy vẻ mặt vô cùng sợ hãi của tên mập anh đột nhiên nở nụ cười làm sao vậy sao lại sợ tôi như vậy tên mập nhìn vẻ mặt vô hại của diệp vô phong mà cười bất đắc dĩ đại thần đừng nói như vậy lúc đầu là tôi có mắt không thấy núi thái sơn còn tưởng rằng anh chỉ là một người tìm việc bình thường Ai ngờ sức mạnh của anh lại cường đại như vậy, hơn nữa tôi có thể thấy được Chu Hoa biết anh, nhưng lại sợ anh." Diệp Vô Phong cười gật đầu, "Cái này không sai, tôi biết Chu Hoa, anh ta quả thực sợ tôi." Người đàn ông mập mạp nói với một nụ cười gượng gạo, "Nếu đã như vậy, trên thực tế, những người ở cấp độ chúng tôi không thể nào giao tiếp với những người cấp cao như anh, cũng không ở trong một vòng tròn." Diệp Vô Phong thờ ơ nói, "Tôi không biết vòng tròn gì cả. Tôi mới tới Liêu Tây một tháng ngắn ngủi." cho nên cũng không biết vòng tròn gì. Tên mập nghe Diệp Vô Phong nói xong, trợn to hai mắt, anh mới tới Liêu Tây một tháng ư. Diệp Vô Phong gật đầu, có cái gì kỳ quái sao? Nhưng trong vòng một tháng mà anh đã quen biết Chu Hoa, người đàn ông mập càng thêm kinh ngạc. Diệp Vô Phong lắc đầu, thật ra, cũng không thể nói như vậy. Tôi không biết Chu Hoa, nhưng đã có một hiểm khích với xí nghiệp Chu Tinh. Tên mập kia nghe vậy thì sửng sốt, há hốc mồm, không thể biểu lộ sự chấn động trong lòng ra được anh ta biết mình đã gặp được đại thần cũng chỉ có đại nhân như vậy mới nhẹ nhàng nói ra loại chuyện này nói mấy chuyện đắc tội với xí nghiệp chu tinh một cách rất dễ dàng bạn phải biết rằng ở liêu tây ngoài nhà họ nguyên xí nghiệp chu tinh cũng cực mạnh xí nghiệp tiên tiến hàng năm đều phải có xí nghiệp chu tinh năm này qua năm khác đều như thế lúc này diệp vô phong lại nói rằng anh đã đắc tội với xí nghiệp chu tinh trong vòng một tháng tới liêu tây đây là người nào vậy chứ? Diệp Vô Phong cười nhẹ nhìn tên mập, anh có biết tôi đi theo anh là có chuyện gì không? Tên mập lắc đầu, đương nhiên làm sao anh ta biết được, dù sao anh ta vẫn luôn cho rằng Diệp Vô Phong trở thành tùy tùng của anh ta là lựa chọn của một người bình thường thôi. Ai biết được điều này sẽ xảy ra, thật sự khiến anh ta hơi đau đầu. Diệp Vô Phong thờ ơ nói, những gì tôi nói với Chu Hoa vừa rồi thực ra cũng là nói cho anh nghe anh có muốn có được sự nghiệp ở Liêu Tây không? Tên mập khó hiểu nhìn Diệp Vô Phong, anh ta không biết tại sao Diệp Vô Phong lại đột nhiên nói ra lời này, nhưng anh ta thành thật trả lời, đương nhiên là muốn, nhưng anh cũng biết quy tắc ở Liêu Tây là nếu muốn lập nghiệp, nhất định phải chào hỏi với nhà họ Nguyên, tuy rằng công ty Phúc Dương đã thiết lập quan hệ với nhà họ Nguyên, nhưng tôi cũng không muốn chuyện này. chương 640, đưa Chu Tinh đi. Diệp Vô Phong cười nói, đây là những gì tôi nói, nếu anh hợp tác với tôi, Chúng ta có thể tiêu diệt nhà họ Nguyên. Đến lúc đó, anh muốn khởi nghiệp ở Liêu Tây, hoàn toàn không cần quan tâm nhà họ Nguyên. Anh muốn làm gì cũng không cần phải có bất kỳ mối quan hệ nào với nhà họ Nguyên. Tên mập cười khổ sau khi nghe lời này, mặc dù tôi thường không thích đấm đá lẫn nhau, nhưng tôi vẫn biết rất nhiều chuyện. Bây giờ nhà họ Nguyên vẫn là ông chủ ở Liêu Tây, cho dù công ty Hoa Cường đang theo dõi, nhưng theo suy đoán của tôi, công ty Hoa Cường này chỉ là rồng qua sông thôi ước chừng đến lúc đó cũng sẽ chịu thua hiện tại bọn họ không phục là vì chưa gặp phải khó khăn thực sự diệp vô phong nghe xong gật đầu anh nói đúng công ty hoa cường không gặp khó khăn gì sau khi đến liêu tây mọi việc đều suôn sẻ khi tên mập nghe diệp vô phong nói anh ta luôn cảm thấy đối phương bóp méo lời nói của mình nhưng anh ta không quan tâm lắm sẽ không nghĩ nhiều như vậy đương nhiên cũng không muốn đối đầu với nhà họ nguyên diệp vô phong nhìn biểu hiện của tên mập chợt nở nụ cười, tôi biết anh nghĩ như thế nào, nhưng nếu anh chịu tin tôi, vậy thì hợp tác với tôi, chúng ta cùng nhau kéo nhà họ Nguyên xuống. Tên mập mạp lắc đầu, quên đi, người như tôi không có tham vọng, anh bảo tôi làm chuyện lớn như vậy, tôi có chút không thoải mái. Dù sao anh cũng biết, bố tôi chỉ muốn tôi làm giám sát nhỏ trong công ty Phúc Dương thôi, sau đó sẽ để tôi được cân nhắc lên chức vụ cao hơn, cưới một người vợ và sống một cuộc sống ổn định. Diệp Vô Phong nhìn người đàn ông mập kia rất nghiêm túc, "Tôi biết anh không phải loại người như vậy. Nếu là loại người như vậy, anh đã ngồi ở vị trí đó từ lâu rồi, thay vì vẫn cứ loay hoay hoài nghi bản thân." Tên mập nhìn Diệp Vô Phong với vẻ mặt khó hiểu, Diệp Vô Phong cười nói, "Tôi có thể thấy được anh cũng muốn một mảnh thiên hạ, nếu đã như vậy, chỉ bằng hợp tác với tôi, công ty Hoa Cường cũng không khiến anh chịu uất ức đâu." Tên mập cắn răng, "Anh để tôi cân nhắc một chút, hiện tại tôi hơi mệt, muốn về nhà." Diệp Vô Phong đưa danh thiếp cho tên mập, sau đó tiễn tên mập về nhà. Sau khi làm xong những thứ này, Diệp Vô Phong trở về nhà, nhìn thấy Lâm Thư Âm đã nấu đồ ăn rồi, thức ăn đã nguội, Lâm Thư Âm cũng đang nằm trên sofa ngủ thiếp đi. Diệp Vô Phong bế Lâm Thư Âm trở về phòng, sau đó ăn một ít đồ ăn do cô làm. Mặc dù hơi mặn nhưng Diệp Vô Phong vẫn ăn hết đồ ăn. Sau khi A Mịch Thu thập đầy đủ chứng cứ và lời khai, cô ta trực tiếp đến Xí nghiệp Chu Tinh lúc này chu tinh đang ngồi trong phòng làm việc khi nghe tin đám người lý sướng đã vào tù chu tinh biết chuyện này chắc chắn có liên quan đến chuyện năm đó nhưng ông ta không bao giờ tưởng tượng rằng a mịch sẽ đến bắt mình đương nhiên chu tinh biết a mịch suốt ngày làm nội ứng ở liêu tây làm gì có thể thoát khỏi con mắt của nhà hảo nguyên a mịch không ngờ chính là cô tới mời tôi chu tinh cười nói a mịch chỉ hờ hững nhìn chu tinh ông có biết vì sao lần này tôi lại tới tìm ông không Chu Tinh gật đầu, sao lão không biết chứ? Đương nhiên là chuyện con trai Chu Hoa của tôi bị Diệp Vô Phong đe dọa trong bữa tiệc, đúng không? Sau khi Chu Hoa về vào ngày hôm qua, anh ta đã nói với Chu Tinh về việc này. A Mịch lạnh lùng nhìn ông ta, là vì một vụ án 13 năm trước, Lý Sướng và Trịnh Phi đều thừa nhận là ông đã mua chuộc bọn họ để họ nói cho ông biết kế hoạch, bây giờ ông không muốn thừa nhận sao? Chu Tinh nghe vậy bật cười, vụ án 13 năm trước ư? Cô phải biết rằng vụ án 13 năm trước không liên quan gì đến tôi, tôi thừa nhận lúc đó xí nghiệp Chu Tinh vẫn đang phát triển, nhưng ngay cả như vậy, cô cũng không thể nói rằng tôi đã hối lộ lý sướng và trịnh phi chứ. A à, Mịch lấy ra một cuốn sổ, đây là hóa đơn của họ. Trên hóa đơn có bằng chứng về số tiền ông đưa cho họ, trên đó đã được ghi lại rõ ràng. Chu Tinh chỉ cười khẩy, A à, Mịch, cô thấy tôi hồ đồ rồi hả? Mấy cái này có thể dùng làm bằng chứng sao? Ai cũng có thể viết ra mấy thứ này mà." A Mịch nghiến răng, "Dù vậy, chúng ta cũng phải nghe lời thú tội của Lý Sướng và Trịnh Phi. Cho dù ông chỉ bị nghi ngờ, nhưng cũng phải mời ông đi với tôi một chuyến." Chu Tinh rừng Dưng nhìn A Mịch, "A Mịch, cô nghĩ hiện tại nhà họ Nguyên không có ảnh hưởng gì đến các cô sao? Cho nên các người mới không kiêng nể gì mà đụng đến sự hợp tác của xí nghiệp chúng tôi và nhà họ Nguyên?" A Mịch lắc đầu, "Tôi không biết ông đang nói gì." Mọi hành động của tôi là hợp pháp, nếu ông không tin tôi, ông có thể kiện tôi, nhưng bây giờ ông phải đi với chúng tôi và hợp tác với cuộc điều tra của chúng tôi. Chu Tinh thật sự không ngờ A Mịch lại đến tìm mình vào lúc này, đó là chuyện của 13 năm trước, phải biết rằng vụ án 13 năm trước đã khép lại từ lâu, kết quả đều khiến bọn họ hài lòng. Không ngờ 13 năm sau lại bị moi ra, nếu như A Mịch không nhắc tới, Chu Tinh đã quên có chuyện như vậy. Nhưng ông ta biết chỉ cần mình không nói ra thì dù thế nào bên kia cũng không thể làm gì ông ta, đã hơn 10 năm, chứng cứ đều biến mất, 13 năm trước, bên trên phái người xuống điều tra, nhưng cũng không thể điều tra bất cứ điều gì. Chẳng lẽ bây giờ đã 13 năm trôi qua, có thể điều tra được gì sao? Chu Tinh không có chút hoảng sợ nào, dù sao ông ta cũng biết tình huống hiện tại, chỉ cần ông ta cắn răng không hé nửa lời thì sẽ không bao giờ có chứng cứ. Muốn tôi hợp tác điều tra cũng được, nhưng ít nhất đây là hợp tác điều tra không phải bị cô bắt giam, vậy nên xin đừng còng tay." Chu Tinh hờ hững nhìn A Mịch, A Mịch gật đầu đồng ý. Sau khi Chu Tinh dặn dò mọi chuyện, ông ta đi theo A Mịch và rời khỏi xí nghiệp Chu Tinh. Lúc này xí nghiệp Chu Tinh tạm thời do Chu Hoa quản lý, bởi vì Chu Diệp tạm thời vẫn ở bệnh viện chưa xuất viện, còn đang điều trị, cho nên hiện tại chỉ có thể để một mình Chu Hoa hành động. Quyền quản lý công ty đương nhiên sẽ được giao cho Chu Hoa diệp vô phong lúc này đang ngồi trên ghế văn phòng anh đã biết tin tức chu tinh bị bắt đi hiện tại xí nghiệp chu tinh do một mình chu hoa chống đỡ đi điều tra điểm yếu của chu hoa chuyện này giao cho cậu đó hoa vũ hoa vũ rất vui vẻ rời đi dù sao anh ta cũng biết mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng tốt dù là nhà họ nguyên hay xí nghiệp chu tinh chỉ cần tiếp tục cố gắng nhất định sẽ có thể thu phục được nhà họ nguyên và xí nghiệp chu tinh lúc đó công ty hoa cường mới thực sự có thể đứng vững ở liêu tây audio điện tử võ tấn bền hết chương 640